tài sản lớn trong tay, đúng không ạ? Có một số lượng tài sản lớn trong tay là cái điều rất là tuyệt vời nha. Ok, và trong tài chính, đúng không ạ, kinh doanh, đó là các yếu tố mà chúng ta cần phải chú ý, nó liên quan đến việc mà chúng ta có tồn tại tài chính hay không, đúng không? Gia tăng tài chính hay không ạ, đúng không ạ? Nó gồm vấn đề về cá nhân, đúng không ạ? Chúng ta có biết cách quản lý hay không, đúng không ạ? Và vấn đề là chúng ta biết phân bổ vốn, đúng không ạ? Phân bổ tài chính hay không, có kế hoạch chi tiêu hay không, đúng không ạ? Chúng ta có, đúng không ạ, thường xuyên tập trung vào tiêu sản hay không, đúng không ạ? Và chúng ta có đầu tư hay không, và một số các vấn đề liên quan đến vấn đề về khách quan. Khách quan tức là gì ạ? Là chúng ta không mong muốn, không mong muốn, tức là vấn đề về gia đình, đúng không ạ? Gia đình chúng ta có vấn đề gì đó phải chúng ta chi tiêu rất là nhiều, rồi là vấn đề liên quan đến sức khỏe, đúng không ạ? Sức khỏe và liên quan đến tai nạn là những thứ mà chúng ta không không thể nào mà lường trước được. Và chính việc mà phân tích, đúng không ạ, những cái chủ quan, đúng không ạ, những cái chủ quan, đúng không ạ, những cái chủ quan như thế này nha, thì chúng ta hoàn toàn có thể lường trước được. Khi mà anh mình không có nghiên cứu ấy, chúng ta không có đưa ra phân tích ấy, thì chúng ta sẽ không hiểu nổi, thật sự là như vậy, đúng không ạ? Và bây giờ từ cái khách quan như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo thành cái thế chủ động được. Ví dụ như là trong cái phần phân bổ tài chính này, đúng không ạ, chúng ta phân bổ vào trong một phần về sinh hoạt là rõ ràng rồi, sinh hoạt là chắc chắn phải ăn uống may mặc rồi, đúng không ạ, buộc phải có để học học tập, đúng không ạ, nếu mà không đầu tư vào học tập. Học tập bất cứ thứ gì nó cũng liên quan đến cái việc mà phát triển bản thân mình hết á. Nếu mà không đầu tư vào học tập thì chúng ta sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Rất khó để kiếm tiền, rất khó để thành công. Không có học tập là không được đâu, đúng không ạ? Tri thức đó, có thể là mua sách, có thể là học các cái khóa học về làm giàu, về kiếm tiền, về kinh doanh, về đầu tư, về bất động sản, về marketing, vân vân, đúng không ạ? Học tập những cái gì? Đây, cho các bạn luôn cái list luôn nhá. Học về, đúng không ạ, đầu tư này, học về kinh doanh này, kinh doanh online này, học về marketing này, đúng không ạ, học về ví dụ như là bất động sản này, đúng không ạ? Mình cứ học đi, đúng không ạ, không có sợ mất mát cái gì đâu, thích gì học đó. Và một phần là mua sách này, mua sách để trang bị này, đấy, đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm. Tiếp theo là chúng ta phải đầu tư cho sức khỏe, đúng không ạ? Và ngay chỗ này thì các bạn có thể thấy rằng ấy, chỗ khách quan là những cái vấn đề này là chúng ta không mong muốn, thì hoàn toàn chúng ta có thể trở thành cái thế chủ động là khi mà chúng ta phải gì ạ, chúng ta phải có bảo hiểm đấy, các bạn có thể thấy cái tác động, đúng không ạ? Và cái này điều chúng ta không mong muốn mà chúng ta luôn luôn phải có một phần cái bảo hiểm, đúng không ạ? Luôn luôn có, và có rất là nhiều gói bảo hiểm nó phù hợp với cái mức độ tiền lương của mình, và biến những cái khách quan này thành cái chủ động luôn. Và đây người ta ăn thua nhau là ở tri thức, ăn thua nhau ở cái học tập là nó ở chỗ này. Thật sự là mình phải nghiên cứu cái chỗ này các bạn ạ. Nếu mà chúng ta nghiên cứu, đúng không, và chúng ta đổ lỗi cho khách quan do là chúng ta không có được học thôi. Chứ nếu chúng ta khách quan, ok, đồng ý, không ai muốn bị tai nạn, nhưng mà chúng ta có bảo hiểm, chúng ta sẽ đỡ hơn rất rất nhiều, rất rất nhiều luôn ạ. Hãy nhớ điều này nhé. Và nếu không phân tích mổ xẻ như này ấy, cái chủ quan thì hoàn toàn có thể gì ạ? À, cái này thì có thể học được, đúng không ạ? Chi tiêu tiêu xài phung phí thì bây giờ chúng ta quản lý lại, chưa có kế hoạch chi tiêu chúng ta lập ra một cái bản kế hoạch chi tiêu, đúng không? Và cái phần phân bổ vốn này là một cái kế hoạch chi tiêu đấy đó. Còn cái vấn đề khách quan này không có muốn, nhưng mà chúng ta có thể gì ạ, hạn chế được, hạn chế được, đúng không, rõ ràng, đúng không? Ok, nhớ nha, rất là nhớ cái chỗ này nha. Vấn đề sức khỏe nhá, phải tập trung vào, rồi vấn đề về đầu tư, đúng không? Một phần cho đầu tư, một phần cho gia đình, đúng không ạ, cho gia đình, cho tình cảm, nhớ nhá. Cái này là nó là một cái, người ta không phải đơn thuần người ta nói là gia đình là tế bào xã hội đâu, đúng không ạ, là cái nguồn cơn đấy, đúng không ạ? Và trong một cái yếu tố về tài chính, có một cái yếu tố mà trong một cái yếu tố về tài chính ấy, nó có một cái liên quan đến là như thế này này, nó liên quan đến một cái vấn đề là nó hơi liên quan đến vấn đề về tâm linh đấy, đúng không ạ, tâm linh đó. Và chúng ta không có, đúng không ạ, không có quan tâm đến vấn đề này, đúng không ạ, là chúng ta khó để thành công lắm ạ, đúng không ạ? Tâm linh nha, là vấn đề về như kiểu là chúng ta về vấn đề đạo đức này, đạo đức này, đúng không ạ? Về vấn đề nhân sinh quan này, nhân sinh này, đúng không ạ, vân vân. Anh nhớ nhá, cái này vô cùng quan trọng đấy, đúng không ạ? Đôi lúc là chuyển bại thành thắng đấy, đúng không ạ? Chuyển bại thành thắng một nốt nhạc thôi đó. Ok,
Và bây giờ vấn đề về phân bổ tài chính thì chúng ta đầu tư như thế nào, gọi là tùy vào chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều cách để phân bổ tài chính, nhưng mà những cái này này mình đang đặt ra những cái rất là hàng đầu, đúng không ạ? Đặt ra hàng đầu. Ok, và khi mà chúng ta có một cái bản kế hoạch nhìn nhận rõ rồi, 5 triệu cũng được, 3 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà chúng ta có một cái hạng mục, luôn là một cái hạng mục đầu tư, và trong đó nói sâu về vấn đề về đầu tư, đúng không ạ? Thì chúng ta có những cái đầu tư như thế này, đúng không ạ? Đầu tư lâu dài, đầu tư lâu dài, đúng không ạ? Và đầu tư lướt sóng như thế nào, và bây giờ chúng ta nói chung á, lâu dài, đúng không ạ? Hay gọi là dài hạn đấy, đúng không ạ? Lâu dài, đúng không ạ? Dài hạn, có tính dài hạn này và có tính ngắn hạn này. Và đây chúng ta phân bổ vấn đề như thế nào đây nhá. Cái chỗ này nó khá là hay này, admin sẽ cho các bạn một cái bí quyết này. Nếu như nhé, nếu như các bạn có một cái bảng phân bố tài chính đấy, thì bây giờ các bạn sẽ dành ra khoảng tầm 2 triệu, đúng không ạ? 2 triệu mỗi tháng, 2 triệu trên tháng, đúng không ạ? Và chỗ này chúng ta sẽ có được một năm khoảng 22 triệu ngay chỗ này, ngay chỗ này nhé. Hoặc là 1 triệu thì là một năm mình sẽ có 12 triệu, 12 triệu, đúng không ạ? 1 triệu nếu như mà có 12, 1 triệu, 1 đến 2 triệu này, đúng không ạ? Thì ngay chỗ này là chúng ta sẽ có một cái hạng mục như thế này. Ok, bây giờ tính ra cái tổng tài sản mình đầu tư ấy như thế này là sao, tức là nếu như mà các bạn cứ tính gộp như thế này thì nó rất là lâu. Em dám khẳng định với các bạn luôn á, thì bây giờ chúng ta sẽ bằng một cách nào đó, chúng ta có thể vay trước, vay không lãi, đúng không ạ? Vay không lãi này, cái huy động vốn này. Bây giờ có nghĩa là như thế này nhá, anh em mình có kế hoạch đúng chưa nào, và chúng ta xác định là một tháng đó mình bỏ ra 500 ngàn hay là 1 triệu hay là 2 triệu để mình đưa vào vấn đề về đầu tư, ok chưa ạ? Tức là một năm mình sẽ tính ra được một cái lượng tài sản là mình sẽ mang cái này đi đầu tư, và rõ ràng trong kế hoạch của mình rồi, có nghĩa là cái này là tiền dư ra đấy, bạn hình dung không ạ? Ok không ạ? Còn có nghĩa là trừ đi các vấn đề về sức khỏe sinh hoạt rồi là học tập gia đình vân vân, rồi nó sẽ dư ra một cái khoản này là cố định luôn đó. Và lúc này thì mình sẽ biết được cái bài toán của mình rồi đó, thì lúc này mình sẽ huy động từ đầu năm, huy động từ đầu năm, tại vì mình có lương hoặc là mình có một cái nghề việc ổn định đấy. Nếu như mà chúng ta không học về tài chính thì chúng ta sẽ không biết được những cái vấn đề này, đúng không ạ? Và chúng ta không đưa ra mổ xẻ, chúng ta nghĩ rằng là tiền ở trong túi mình. Tuy nhiên á, tiền ở trong túi là đồng ý ai cũng biết rồi, nhưng mà làm thế nào để tiền trong túi ấy, nó nhân bản ra được á, thì tôi chắc chắn rằng là không phải ai cũng biết đâu. Ok, và mình huy động từ đầu năm là mình lấy trước, đúng không ạ? Lấy trước, đúng không ạ? Lấy trước khoảng là 12, đúng không ạ? À, hay là 20 triệu này, hay 22 triệu này lấy trước, đúng không ạ? Về, đúng không ạ? Để mình đầu tư trước. Tại vì đầu tư một cục nó mới phát triển được. Chứ nếu mà chúng ta xé lẻ ra ấy, nó cực kỳ khó luôn, và nó sẽ bị tản mạng. Bạn sẽ không có lấy được, đúng không ạ? Sẽ không không có làm gì được 1-2 triệu hết, rất là khó và nó tản mạng luôn. Thì thà như vậy mình đầu tư luôn luôn một cái, thì lúc này ấy, nếu như mà phát triển ấy, là nó sẽ ích rất là nhanh. Có nghĩa là khi mà chúng ta cầm một cục tiền ấy, chúng ta sẽ xử lý được rất là nhiều việc, rõ ràng là như vậy. Và ngay chỗ này thì chúng ta huy động bằng cách là có thể là vay, đúng không ạ? Có thể là vay, đúng không ạ? Vay trước, đúng không ạ? Vay những cái người thân bạn bè và vay với một cái lãi suất thấp trong vòng một năm thôi, tại vì tháng nào mình cũng để từng lấy tiền ra mà, đúng không ạ? Và cái vấn đề này thì cái chỗ này á là vấn đề về trước đây á, đầu tư, đúng không ạ? Thì cái chỗ này nhá, cái này mình phải đưa đưa lên trước này, đúng không ạ? Trong này á làm sao mà mất hết được, đúng không ạ? Trong này chúng ta có hai phần, đúng không ạ? Chúng ta có hai phần, đúng không ạ? Sau khi mà các bạn huy động vốn xong, đúng không ạ? Bắt đầu là chúng ta có vốn này, sao mà mất hết được, đúng không ạ? Có vốn nhá, có vốn thì lúc này ấy, chúng ta mới đưa vào hai vấn đề là đầu tư lâu dài và đầu tư lướt sóng hoặc là đầu tư ngắn hạn. Thì thế nào là đầu tư lâu dài? Đầu tư lâu dài, đúng không ạ? Tức là tầm nhìn đấy, tầm nhìn đầu tư đấy, đầu tư tính bằng năm, tính bằng năm, đúng chưa ạ? Và đầu tư ngắn hạn đấy thì làm sao mất hết được? Không bao giờ mất hết được, đúng không ạ? Nếu mà mất hết thì nó làm gì? Đầu tư ngắn hạn đấy sao mà mất hết được, đúng không ạ? Ngắn hạn là được tính bằng tháng, được tính bằng tầm nhìn đấy, tầm nhìn
tính bằng tháng hoặc bằng quý, đúng không? Bằng quý. À, thì cái này có thể là từ 1 đến 3 năm. 1 đến 3 năm thì là quá ngắn rồi, 2 đến 5 năm, đúng không ạ? 5 năm. Thậm chí là 10 năm, thậm chí là 10 đến 20 năm. Đúng không ạ? Đây là đầu tư lâu dài đó. Và đầu tư theo tháng và quý nhá, là đầu tư ngắn hạn đấy, từ 1 đến 6 tháng, đúng không ạ? Hay là 1 3 đúng không ạ? 4 và 6 tháng. 6 tháng. Có nghĩa là trong 1 năm thôi, dưới 1 năm đúng không ạ? 6 tháng, đây là những cái mà chúng ta có thể lên list và chúng ta phân bổ ra như thế nào, đúng không ạ? Phân bổ lúc này có một cái chỗ này là có vốn rồi này, được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ phân bổ vốn đầu tư. Sao mất được, đúng không ạ? Phân bổ vốn đầu tư và phân bổ vốn đầu tư, vấn đề về lâu dài đấy là lúc nào chúng ta phải đạt được 60%, đúng không ạ? 60% tổng vốn, đúng không ạ? 60% tổng vốn. Đó. Còn lại đầu tư ngắn hạn và lướt sóng là chúng ta để 40%, đúng không ạ? Đây, nếu mà theo cái cách của em đang làm thì em đang làm như thế này, đúng không ạ? Và chúng ta không đầu tư tất tay, đúng không? Không đầu tư tất tay làm sao mà mất cả chì lẫn chài được. Và nếu tại sao chúng ta phải lấy trước, tại vì căn bản đấy là chúng ta bị mất tiền, đúng không ạ? Chúng ta phải hình dung như thế này này, có một cái lý thuyết nó khá là hay. Admin ra trường học xong đại học phát là vay luôn đó, vay luôn hơn 150 triệu, đúng không ạ? Và bây giờ mình vẫn còn trả còn hơn 70 mấy triệu, đúng không ạ? Trả rất là ít thôi, trả mấy năm luôn, cả 10 năm luôn, đúng không ạ? Rất là ngắn luôn, đúng không ạ? Và mình cứ vay xong rồi mình cứ lại vay lại luôn, đúng không ạ? Admin vay xong 3 năm sau admin lại gia hạn thêm nữa, lại vay lại nữa, đúng không ạ? Gọi đáo hạn đấy, cứ vay hoài thôi, đúng không ạ? Tại vì căn bản đấy là trong cái thời gian đời kỳ đầu ấy, mất tiền đấy chúng ta sẽ lấy lại được, nên nhớ nhá, mất tiền là chúng ta sẽ lấy được, còn lại ấy, cứ đầu tư lắt nhắt nó sẽ không được gì. Hai nữa là nó tốn thời gian của mình, rõ ràng không ạ? Ngay khi mà admin ra trường nghiên cứu xong phát là mở shop rất là lớn ở Tân Bình, ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục mở shop ở Phan Rang lớn, rất lớn, đúng không ạ? Sau đó là mở quán cà phê, mở tiệm phụ kiện cực kỳ nhiều luôn, và nó tạo ra cho mình một cái lợi thế về mối quan hệ, lợi thế về vị thế của mình trong xã hội này. Rất là nhiều người ở trong cơ quan của mình, người ta có cái góc nhìn khác về mình, không phải là mình tự cao. Đây là cái vấn đề là đồng ý. Bây giờ tôi và anh thì số lượng bạn bè của admin ấy, bọn nó ở một góc độ nào đó có những phần trăm nào đó nó khá là nhiều đấy, không phải mình tự cao đâu. Và có một phần trăm ở đấy người ta cảm thấy rất là vui vì điều này, tại vì người ta có những người bạn rất là tích cực, rõ ràng. Còn những cái một số người bạn của admin đến bây giờ cũng không có gì trong tay, bạn hình dung không ạ? Tức là bây giờ mất tiền có thể lấy được còn rất là trẻ, nhưng mà sau này á là rất là khó để mình lấy lại được. Mình không có một không có gì trong tay, đúng không ạ? Và có tiền trước thì mình sẽ có những cái gì ạ? Có mối quan hệ này, có quan hệ này, đúng không ạ? Có vị thế này, vị thế xã hội này. Và nếu như mà thất bại chẳng hạn thì chúng ta mất thời gian thôi, mất tiền, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ bây giờ nhá, giả sử 10 năm chúng ta tích lũy đi, 10 năm tích lũy được số lượng tiền, đúng không ạ? Có vợ con rồi là bắt đầu mang tiền nó đi đầu tư đất đai gì đó. Giả sử trúng thì không sao, nhưng mà không trúng đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta vừa mất, đúng không ạ? Nếu mà trúng ấy, đúng không ạ? Không trúng thì không có nói gì rồi, nhưng mà không trúng ấy, đúng không ạ? Vì thất bại ấy, mất 10 năm tích lũy với gì ạ? Thời gian, đúng không ạ? Cộng với tiền, đúng không ạ? Đấy, thất bại đấy, đúng không ạ? Bằng góc độ này á, chúng ta cầm trước mất 1 năm là chuyện bình thường, rõ ràng. Tại vì sao nhé? Tại vì quy trình ấy là bây giờ này, hãy nhìn về cái vấn đề về phân bổ vốn đầu tư này, đây là một kế hoạch, được chưa ạ? Và chúng ta có một cái lượng tiền rồi, có nghĩa là đồng tiền này nó không có tác động liên quan gì đến các vấn đề khác, rõ ràng là như vậy. Và chúng ta cầm trước thôi, coi như nếu mà thất bại ấy, là thôi năm đấy thôi không đầu tư nữa. Nhưng mà câu chuyện nó đâu phải dừng lại chỗ này đâu, nếu mà như vậy thì chúng ta không cần gì phải học nữa, đúng không ạ? Và phân bổ vốn đầu tư, đúng không ạ? Phân bổ vốn đầu tư là chúng ta đầu tư vào dài hạn 60% và lướt sóng ngắn hạn 40%. Và bây giờ dài hạn là tính tầm nhìn theo năm, 3 đến 5 năm, đều nhất là 2 năm. Còn ngắn hạn là giống như admin làm kinh doanh, admin không phải là tính theo mấy tháng đâu ạ. Tôi tính 3 năm, đúng không ạ? 3 năm của mình nếu mà làm kinh doanh, mình phải được cái gì? Mình phải được mối quan hệ, mình phải được vị thế xã hội, mình phải được có kinh nghiệm kinh doanh, đúng không ạ? Mình sẽ rất là, đúng không ạ? Đấy gọi là cái sự trải nghiệm, đúng
đúng không? Mình có sự trải nghiệm lớn hơn, nhanh hơn những cái đứa mà cùng tuổi với mình. Có nghĩa là ví dụ như là thời điểm tôi ở lúc mà tôi 25 tuổi, tôi sẽ giống như một người ở 30 hoặc là 35 tuổi, chứ không phải giống như là 25 tuổi vẫn còn đang yêu đương mơ mộng nữa. Không còn bắt đầu 35 tuổi mình nghĩ đến cái việc mà làm kinh doanh này kia, thì 20 tuổi mình đã bắt đầu sớm như vậy rồi. Thì rõ ràng là cái sự trải nghiệm mình hơn rất là nhiều. Đó là lý do về cả một vấn đề về tài chính, cả một vấn đề về tư duy, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn nhận như thế đó, nó mới thành công được. Và bây giờ chúng ta chia ra những cái dự án, đúng không ạ? Chúng ta mới đầu tư vào dự án nào là đầu tư lâu dài. Ví dụ như là đầu tư về kinh doanh. Bây giờ nhá, mới là kinh doanh này, đúng không ạ? Mới là gì ạ? Mới là đầu tư vào trong vấn đề về chứng khoán này, đúng không ạ? Chứng khoán này, hay là đầu tư vào trong vấn đề về crypto này, đúng không ạ? Và chúng ta không học lý thuyết này và chúng ta mang tiền đi, chúng ta vứt. Nói thật luôn đó là vứt đi bao nhiêu cũng sẽ mất. Số này mình cầm cả đống tiền luôn đấy. Cái việc mà vấn đề về tài chính này tự mình làm á, là mình đốt khoảng 5.000 đô rồi. 5.000 đô không đếm được số lượng tiền nữa, mà nhưng mà mình tính cho số tròn là khoảng 5, nhưng mà thực tế là chắc phải tầm 6.000, tức là hơn 120 triệu mình đốt trắng luôn và không phân bổ, không gì hết, không tư duy, đúng không ạ? Các bạn thì mình nghĩ rằng không phải là có bạn nào mà có thể là mang 5.000 đô để bạn đốt đâu. Tôi nghĩ rằng bạn đốt 5 hay 10.000 đô cũng không có rút ra được bất kỳ một cái kinh nghiệm nào cả. Đấy là cái sự thật đấy, đúng không ạ? Và các bạn phải đốt trong thời gian mà các bạn muốn đi làm tài chính, đúng không ạ? Nhưng ở một cái giới hạn thôi. Nếu mà không học thì các bạn sẽ mất rất nhiều. Ok. Và dự án nào về kinh doanh, dự án nào về chứng khoán hay là crypto là mang tính chất lâu dài, ok ạ? Và cái tầm nhìn ngắn hạn cũng như vậy, đúng không ạ? Là gì, đúng không ạ? Là cái dự án nào, đúng không ạ? Dự án nào, đúng không ạ? Cái sản phẩm nào, đúng không ạ? Đó, sản phẩm nào, nó mang tính chất là sản phẩm thôi. Dự án, sản phẩm, dịch vụ nào, nó mang tính chất ngắn hạn, đúng không ạ? Đó, quan hệ nào có thể giúp chúng ta có được cái sự ngắn hạn, đúng không ạ? Mà ngắn hạn nó là 30-40%, thì thường cái này là nó phải là đầu tư rủi ro đấy. Đầu tư rủi ro rõ ràng. Nếu mà được ấy, thì là x 3-5 lần, 5 lần đến 10 lần. Còn nếu mà mất ấy, nếu mà được ấy nhá, nếu mà mất ấy, thì trừ trong, ví dụ như là chúng ta bỏ 10 triệu ra đầu tư, đúng không ạ? Nếu mà được thì chúng ta sẽ nhân 10 lần là 100, nhưng mà mất thì mất rơi khoảng tầm 70% cái số lượng này. 70% tức là 70%, nếu mà mất nhá. Nếu mất. Mất đó thì là trừ 70% cái số lượng mà mình ngắn hạn. Tức là 40% đó là mình sẽ còn được 28% thôi. Có nghĩa là trong 100% mà mình chơi này mà, đúng không ạ? Thì mình sẽ mất 70% của 40% này. Các bạn hình dung không ạ? Luôn luôn là như vậy, rõ ràng, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ khó mà mất trắng tay được. Nó chỉ bị giảm hay là nó tăng chậm thôi. Ok, nhưng mà nó là đầu tư lâu dài. Ok. Ví dụ kinh doanh, chúng ta đầu tư vào cái gì? Chúng ta xác định chúng ta sẽ là một cái gì trong cái cuộc đời này, đúng không ạ? Một người kinh doanh là lĩnh vực gì? Đúng không ạ? Chúng ta phải nghiên cứu cái thị trường lâu, đúng không ạ? Về thời trang hay là về về bất cứ cái gì, các bạn hình dung kinh doanh không ạ? Nếu mà nhiều hơn thì các bạn có thể là nghiên cứu theo giống như admin làm bất động sản nữa, đúng không ạ? Admin có bất động sản nha, admin có một bất động sản bây giờ nó cũng rơi vào khoảng tầm tiền tỷ rồi đấy, đúng không ạ? À, nhưng mà trong đó là có số lượng tiền vay của mình, tuy nhiên rằng là bất động sản đấy của mình cũng rơi vào đến phải tầm hơn 1 tỷ rồi. Năm ngoái là nó còn 750-800 gì đó. À, nếu mà hết dịch này thì admin kỳ vọng nó sẽ lên được 1.5 tỷ, có nghĩa là x 2 lần, đúng không ạ? 1.5 tỷ thì nó chỉ bằng 2 năm thôi nó sẽ là như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tái đầu tư lại thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và kinh doanh thì admin sẽ xác định là kinh doanh về kinh doanh online, về marketing, nên admin sẽ đầu tư vào trong phần lĩnh vực kinh doanh online, đúng không ạ? Đó. Và đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh online thì mình sẽ phải có một cái gì đó liên quan offline và mình cần phải nhập hàng để mình hiểu được toàn bộ mọi thứ. Ý là như vậy, đúng không ạ? Đấy là đầu tư lâu dài. Ok, còn lại là trong đó mình phân bổ, đúng không ạ? Từ cái số lượng tiền này mình sẽ phân bổ làm sao cho đồng đều, đúng không ạ? Để mình có thể chơi được tất cả những cái mà mình muốn, đúng không ạ? Cái nào trước, cái nào sau, đúng không ạ? Ví dụ như chứng khoán thì tham gia những cái mã của ví dụ như là Vietcombank chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là của Vinamilk chẳng hạn, hay là của các vấn đề liên quan khác chẳng hạn, đúng không ạ? Hay liên quan đến y tế chẳng hạn,
như thế chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây là những cái liên quan. Ok, và crypto thì liên quan đến các cái top coin chẳng hạn, top coin đúng không ạ, như là ETH đúng không ạ, Ethereum đúng không ạ, hay là Bitcoin đúng không ạ, hay BTC, hay là chúng ta XRP, đây là những cái mã đúng không ạ, rất là ổn luôn, hoặc là Link hoặc là Doge đúng không ạ, đây những cái này. Ok, và đây là đầu tư đúng không ạ, đây là đầu tư và chúng ta tập trung vào cái này, bắt đầu chúng ta sẽ lên sàn này, nó rất là dễ thôi, mở sàn này bây giờ là tích tắc thôi. Ok, và trong kinh doanh thì chúng ta phải xác định luôn là chúng ta bây giờ kinh doanh cái gì, mỹ phẩm đúng không, có thể lâu dài hay không đúng không ạ, thời trang có thể lâu dài hay không, phụ kiện đúng không ạ, phụ kiện đúng không ạ, có thể lâu dài hay không, hay là giày dép đúng không, những cái mà liên quan đến may mặc, nói chung là liên quan đến may mặc nhá, hay là ăn uống, đây là những cái mà có thể lâu dài, rõ ràng thật sự là như vậy nhá, hay là loại hình dịch vụ đúng không ạ, hay là loại hình dịch vụ đúng không ạ, dịch vụ về dịch vụ như là chúng ta đầu tư những cái liên quan đến dịch vụ về content hay là website đúng không ạ, hay là marketing, hay là, nói chung là dịch vụ marketing. Ok, và đây là cái sự đầu tư rất là nghiêm túc, nên nhớ là như vậy. Và đây là vấn đề đầu tư lâu dài, xác định nó là tầm nhìn 5 năm để mình có một chỗ đứng trên thị trường. Giống như bạn có thể nhìn thấy cả một hệ sinh thái của Admin rất là lớn đúng không ạ, và cảm thấy rất là thích, thì đây là tầm nhìn 5 năm. Nếu như bạn chỉ cần nhìn mấy tháng giống như đầu tư ngắn hạn thì bạn sẽ không bao giờ làm được, tại vì làm một thời gian là ngắn nản rồi, đúng không? Nản bỏ cuộc rồi còn lấy đâu ra một 5 năm, đúng không? Rõ ràng chúng ta phải xác định, chúng ta phải có một cái Excel để chúng ta list ra những cái này. Cái này là chúng ta phải chuyển hóa nó thành Excel, đúng không? Không có cái Excel là chúng ta sẽ không quản trị được những cái vấn đề lâu dài này đâu. Và đầu tư mà, đúng không? Và tài chính mà, và không có cái này thì sẽ không thành công được. Sau đây là vấn đề về tư duy tài chính thôi, vấn đề về phân bổ, đúng không ạ? À, dự án. Đấy, có thể là mình có thể là vào trong đây là mình có thể là sử dụng cái này, có thể là đây đầu tư rủi ro, có thể là chơi margin chẳng hạn, chơi đầu tư về margin đúng không ạ, margin có tức là đòn bẩy ấy, đòn bẩy đúng không ạ, hay là các cái dự án mà ngắn hạn đúng không ạ, mình có tiền sẵn mình trước, giống như là trong mùa dịch vừa rồi ấy, có thể chúng ta đầu tư về khẩu trang chẳng hạn đúng không, khẩu trang, nhưng mà luôn luôn có những cơ hội ngắn hạn như thế để chúng ta làm, rõ ràng ví dụ như là đến Tết chẳng hạn thì chúng ta có thể buôn hoa chẳng hạn. Đó, lâu lâu này mình buôn hoa ở trên Đà Lạt đó, đã buôn hoa đào đúng không ạ, và mình đã làm cái này rồi nha, đến 8/3/20/11 thì đó mình làm một chuyến hoa hồng, hay là mua một vài trăm bộ chậu hoa cúc đúng không ạ, mình bán một là mình lời đúng không ạ, nó sẽ ấp ích như thế này này, và là có thể hiểu không ạ, và chỉ có thực chiến thì mình mới hiểu được mấy vấn đề này thôi đúng không ạ. Dự án ví dụ như buôn hoa mà trong các cái dịp lễ này, có những cái dịp lễ này lễ Tết này đúng không ạ, lễ Tết đúng không ạ, đó, và chúng ta chấp thời cơ này để chúng ta bơm vào. Ok, và chúng ta kiểu đây gọi là rủi ro lướt sóng mà, ngắn hạn lướt sóng mà, đúng không, đó là lướt đúng không ạ, hay là sản phẩm đấy, mang tính chất sản phẩm này đúng không ạ, sản phẩm nó cụ thể luôn, nó là sản phẩm cụ thể theo trend hoặc là ngắn hạn, thì mình phải trong đầu mình phải có cái này, trong đầu mình phải có cái tư duy này đúng không ạ, trong đầu mình phải có cài đặt cái tư duy này để khi mà mình thấy được ạ là mình chớp ngay và không bị động, có nghĩa là không bị động ở lúc đó muốn nhưng mà không đầu tư được đúng không ạ, là chúng ta sẽ rất là dở. Ok, và dịch vụ cũng như thế, hay là ví dụ như là có những cái thời kỳ đó liên quan đến vấn đề về vé máy bay chẳng hạn, hay liên quan đến vấn đề về tour du lịch chẳng hạn, và chúng ta cần phải tập trung hết mình vào mấy cái chỗ đó. Ok con, hoặc là có những mối quan hệ người ta chỉ điểm cho mình những cái vấn đề liên quan đến làm ăn, và những cái chỉ điểm đó rất là tuyệt vời đó, và không có tiền trong tay thì chúng ta sẽ mất. Ok, nhưng mà nếu mà được thì xác định là được là ăn cả, ngã thì là về không. Ok không ạ? Và ở chỗ này khi mà bạn làm cái đầu tư như này này, và đây là đầu tư tư duy nhá, vấn đề trên đấy, vấn đề nêu trên là vấn đề đúng không ạ? Vấn đề nêu trên đó, ok, là các vấn đề về tư duy hệ thống, tức là nó áp dụng với trường hợp đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể chúng ta có thể chia và phân bổ vốn tương tự như tư duy trên. Chỗ này là tư như thế nào đúng không ạ? Đây này, ví dụ như chúng ta, đây là vấn đề về tư duy hệ thống là như vậy. Ok, còn lại ví dụ như anh em mình chơi tất tay với vấn đề là tài chính, chứng khoán hay là crypto, thì vấn đề lâu dài nó cũng là như thế luôn. Ví dụ như có những cái đồng coin
hay là chúng ta có những cái mã chứng khoán và chúng ta vứt ở đó luôn. Ok, nhưng mà còn 40% hay là 30% còn lại là mình chơi margin. Và chúng ta phải quản lý rủi ro của mình. À, quản lý rủi ro của mình. Lúc này chúng ta phải đây đầu tư rủi ro mà. Và không muốn mất thì chúng ta phải quản lý rủi ro của mình. À, và làm thế nào để quản lý rủi ro, đúng không ạ? Và chúng ta cần có một cái lộ trình, đúng không ạ? Ví dụ như là ngày hôm đó là tối đa mình mất được bao nhiêu. Tại vì chúng ta có một cái lượng tiền ở đây mà. Các bạn, một cái lượng tiền lương ở trên này. Các bạn, đầu tư bao nhiêu tiền trong một tháng. Ví dụ như tối đa một tháng đấy chúng ta mất 2 triệu. Đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ như là 2 triệu một tháng trên tháng để đầu tư, đúng không ạ? Thì bây giờ là chia cho 30 ngày. Đúng không ạ? Tức là một ngày mình sẽ mất bao nhiêu ạ? Đó. Đúng ạ? Chúng ta sẽ mất khoảng rất là ít thôi, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ tính ra là mất khoảng 66k, đúng không ạ? 66k trên ngày. Thì tức là nếu như mà chúng ta đầu tư vào trong vấn đề về tài chính đánh margin đòn bẩy ấy, chúng ta chỉ có được giới hạn là mất khoảng tầm 3 đô thôi, 3 đô la. Đúng không ạ? Con số cực bé thôi. Nhưng mà các bạn biết mình đánh cỡ nào mà nó sẽ mất cực kỳ nhiều luôn. Một ngày mình mất cả trăm, 200 và mấy trăm ngàn. Đúng không ạ? 10 đô là 240 rồi. Mình mất 20 đô là khá rồi. Có những ngày mình mất đến cả tầm cả trăm đô, có nghĩa là một ngày mình có thể mất đến khoảng 1-2 triệu. Nếu bạn cảm thấy là cái số lượng tiền nó cỡ nào, đúng không ạ? Vì gì ạ? Vì không có quản lý đấy, vì không có quản lý đấy, và mình không tính toán như này đấy. Và mình nghĩ rằng là mình có thể là ok, mình có thể là làm trong kiểm soát của mình. Tuy nhiên đấy là trong trí tưởng tượng thôi. Vì sao mình không có mổ xẻ, không có phân tích như này á, mình sẽ không quản lý được rủi ro của mình. À, và mình không rủi ro, mình không quản lý được rủi ro, mình không quản lý được hệ thống như này á, mình sẽ trả giá rất đắt luôn, rất đắt, cực kỳ đắt luôn, đắt giá vô cùng luôn. Và đây mình có rất là nhiều hạng mục ở chỗ này, đúng không ạ? Ví dụ như ngày hôm nay, ví dụ như mất 10 đô này, âm 10 đô rồi. Ví dụ như ở đây là một cái hệ sinh thái, đã mất 10 đô là mất bao nhiêu rồi, đúng không nào? Mất hơn 250.000 rồi. Một ngày mình không làm ra nhưng mà mình lại mất chừng này, bạn cảm thấy khủng khiếp không ạ? Khá là khủng khiếp đấy, đúng không ạ? Và ngày nào mất như này thì cỡ nào, đúng không ạ? Vậy mình mất rất nhiều, đúng không? Đây một sàn thôi, mất rất nhiều. Ví dụ như đây là mình thắng liên tục trong 7 ngày này, thắng liên tục, đúng không ạ? Và có ngày thì mình lỗ là chuyện bình thường thôi. Đấy, trong đầu tư mà. Đấy, ví dụ như là trong lợi nhuận, trong vòng đây, lợi nhuận 7 ngày là lời 20 đô này, đúng không ạ? Mất phát là mất 10 luôn. Đó, 30 ngày gần nhất này, đúng không ạ? Lợi nhuận tích lũy là cộng 200 đô này. Trong 30 ngày là mình được 4 triệu, đúng không ạ? Đây, bạn có thể nhìn thấy này, có những ngày mà mất 90 đây, cho các bạn nhìn rõ nhé. Đây lợi nhuận trong 30 ngày này. Đây là mình nghiên cứu, đúng không ạ? Và có những ngày mình mất cái nào, đúng không ạ? 50 đô, 54 đô là mất hơn 1 triệu. Có những ngày mất 2 triệu. Ok không ạ? Và không quản lý rủi ro là chúng ta sẽ nghĩ rằng mình sẽ quản lý được. Nhưng mà không, cuộc sống nó không phải như vậy đâu. Không thể nghĩ được. Chúng ta cần phải có một cái hoạch định rõ ràng đấy. Không là chúng ta sẽ mất rất nhiều, đúng không ạ? Chứ không được đâu. Đúng không ạ? Vậy mình phân bổ ra đây là một cái nhá. Đây nó là khoảng hơn một khoảng 150 đô này. Trên cái sàn này là cái sàn là mình hold lâu dài. Mình hold lâu dài. Đó, mình sẽ mua những cái mã mà mình cảm thấy là nó sẽ là tuyệt vời trong đầu tư, và mình chia vốn này để mình đầu tư. Ok ạ. Đây là cái thời kỳ sau khi mà mình mất rất nhiều nhá, để mình tập trung mình nghiên cứu á. Sau đó mình làm nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Mình làm nhiều kênh nữa. Có nhiều kênh nữa để mình cũng đầu tư, mình đầu tư vào nhiều lắm, đúng không ạ? Còn Binance đối tác thứ nữa. Trong này, trên này mình có cái bản, đúng không ạ? Bản kế hoạch, đúng không ạ? Đầu tư phân bổ này, đúng không ạ? Sau đó mình tăng dần tài sản của mình lên. Có nghĩa là mình một tháng mình vứt 1-2 triệu đấy để mình tăng dần tài sản lên. Đấy, rơi vào khoảng tầm 100 đô chẳng hạn. Một tháng mình cứ vứt 100 đô thì 10 tháng là mình có mấy ngàn đô, và nó tăng dần tích lũy tài sản lên. Và có một ngày nào đó, một trong những cái này nó chỉ cần ít lên thôi là chúng ta được rất nhiều tiền. Ok chưa ạ? Và đây là vấn đề quản lý nha. Ok, thì bây giờ ấy, là ví dụ cụ thể nhá, ví dụ như là chúng ta tập trung vào trong thị trường chứng khoán chẳng hạn. Chứng khoán và crypto ấy, nó như nhau hay là forex chẳng hạn. Forex nó như nhau thôi, đúng không ạ? Nó ăn thua nhau ấy. Có những người được rất nhiều,
có những người mất rất là nhiều, đúng không? Có những ngày bị mất 2.000 đô là hơn 40 triệu này, 50 triệu 2.300 đô nó rơi vào mất 50 triệu một ngày. Nên ra cái số lượng tiền mà admin mất nó khá là nhiều rồi, 5-6.000 đô gì đấy, thế là thực tế đấy, đúng không? Thực tế đấy. Đó nên ra là rất là cay đắng luôn. Nên ra mọi người phải phải có một cái tư duy như thế này, tổng hợp nãy giờ tôi nói á, phải chú ý nó. Và bây giờ làm sao, đúng không? Làm sao để bây giờ chúng ta cũng như vậy thôi. Dù trong thị trường nào cũng vậy. Thì phân bổ vốn, đúng không? Phân bổ vốn vào trong, đúng không? Những cái vấn đề về dự án lâu dài, tức là tầm nhìn mấy năm lận, và chúng ta cần phải phân tích, đúng không ạ? Biết phân tích những cái chỉ số về cái sản phẩm đầu tư ấy. Đó là chứng khoán, mã chứng khoán nào, đúng không ạ? Đó là đồng tiền điện tử nào, đúng không ạ? Đó là vàng hay là bạc hay là dầu, trong tương lai nó sẽ cao giá lên, đúng không ạ? Để chúng ta hold lâu dài cộng với một chút đòn bẩy, đúng không ạ? Đấy, cộng với margin, tức là đòn bẩy đó, tức là đòn bẩy, đúng không ạ? Hợp lý. Còn cái nào là chơi lướt sóng, đúng không ạ? Lướt sóng, đúng không ạ? Là chúng ta cần phải quản lý rủi ro, tức là mất. Quản lý rủi ro là đơn giản lắm, là mất trên số tiền tiền gì ạ? Tiền không không nằm trong danh mục phân bổ khác. Tại sao chỗ này? Tại vì ban đầu em đã cho anh mình cái kế hoạch phân bổ rồi. Đây kế hoạch, đây gọi là kế hoạch phân bổ ấy. Kế hoạch phân bổ tài chính nhá, không có nằm trong bất cứ cái nội dung nào, nó chỉ là một cái hạng mục có thể mất thôi. Có nghĩa là quản lý rủi ro đơn thuần nó chỉ là việc là mất tiền trên cái số lượng tiền mà có thể mất trong ngày hôm đó. Ok. Và nếu không chúng ta phải trả giá cực kỳ đắt, vô cùng đắt luôn. Đó là lý do tại sao mà nếu không học cái này á, khi mà mọi người làm á, nó sẽ có những cái thời gian mọi người làm rất là được nha. Kể cả bạn làm thời trang, kể cả bạn làm kinh doanh luôn. Có những cái năm bạn làm rất được, giống như năm ngoái mà đi làm kinh khủng khiếp luôn, kiếm đến từ cả tiền tỷ. Tuy nhiên rằng là nếu như mà mình ngủ quên trong chiến thắng, mình không có hiểu vấn đề như thế này á, năm sau bạn có thể là không kiếm được một đồng nào luôn. Đây là sự thật 100%. Và trong thị trường các vấn đề về chứng khoán, về crypto hay là về forex cũng vậy, bạn có thể là thắng cả vài chục ngàn đô hay là vài ngàn đô. Đối với chỉ cần 10 đô hay là 20 đô thôi, bạn có thể thắng lên cả ngàn đô. Thật sự đấy, 10 đô thôi bạn có thể thắng lên cả ngàn đô. Tại vì nó có đòn bẩy, tại vì bạn may mắn nó đang ở trong thời kỳ uptrend. À, còn lại á, bạn không có quản lý á, bạn sẽ mất trong vòng, không cần phải một ngày đâu, bạn chỉ mất trong vòng khoảng tầm 15 phút thôi. Đây là cái mà anh em mình cần phải tập trung hết mình, đúng không ạ? Thì cái chỗ này là cái mà mọi người cần phải nắm được, đúng không ạ? Hãy nắm được nhá. Đó, và anh em nào muốn xin cái slide này á, thì xíu nữa inbox cho admin, đúng không ạ? Admin sẽ lưu lại, đúng không ạ? Anh em mình muốn xin á, thì admin sẽ gửi cho em mình cái slide này. Ok. Và bây giờ chúng ta có thể làm gì, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trong cái này thì ngày mình cần, trong cái buổi chia sẻ sắp tới thì admin sẽ cho em mình những cái cụ thể vấn đề về đầu tư crypto, đúng không ạ? Nó có nhiều cái vấn đề, ví dụ như là chúng ta có thể mở cái sàn nào để cho nó uy tín này. Đó, đối với khi mà chúng ta làm forex hay là chúng ta chơi chứng khoán hay là chúng ta chơi crypto thì ở cái sàn nào nó ổn này, đúng không ạ? Và bây giờ ví dụ như là crypto thì chúng ta cần phải biết học cái gì, đúng không ạ? Đầu tư coin top là đầu tư coin gì ở đây? Đó. Nhìn nhận biểu đồ hay là chúng ta biết phân tích một cái đồng dự án như thế nào? Đó. Và cái coin market cap này chúng ta có thể, đúng không ạ, sử dụng như thế nào? Đấy. Cái coin market cap này rất là hay nha. Và anh em mình phải nắm được. Để sau đó là gì ạ? Chúng ta sử dụng PancakeSwap. Đó, PancakeSwap. À, PancakeSwap financing như nào để mình có thể là giao dịch được những cái đồng token từ lúc, đúng không ạ? Từ lúc mà cái đồng tiền nó chưa được list trên sàn, đúng không ạ? Và chúng ta
tham gia thị trường ở trên các cái sàn này như thế nào, rồi là các cách kiếm tiền, đánh future như thế nào, hay là hold như thế nào, chơi đòn bẩy như thế nào, đòn bẩy nhân 3, nhân 5 là làm sao. Đấy, nhân 3 là như thế nào, nhân 5 là như thế nào, nhân 3 là rất là khủng khiếp rồi, chứ nói gì chúng ta chơi nhân 50, nhân 100, đúng không ạ? Mà đồng vốn nó không có phân bổ phù hợp á, là chúng ta sẽ mất trong tích tắc luôn. Tích tắc chứ không phải là cần đến thời gian gì đâu. Trong vòng một tí là mất cả mấy trăm đô rồi á, khủng khiếp lắm, đúng không ạ? Và nếu như mà được thì được như vậy, nhưng mà mất thì cũng nhất mất như thế. Ok, và chúng ta hãy tạo những cái sàn và những cái cách kiếm tiền nào từ vấn đề là đây miễn đăng ký để nhận airdrop này đó. Đấy, và có gì ạ, có rất là nhiều thứ để chúng ta cần phải học, ví dụ như là cách lựa chọn được đây những cái đồng coin tốt đó. Cách lựa chọn được những cái dự án tốt, ví dụ như có những dự án nó tăng đến mấy trăm phần trăm, ví dụ như dự án này là mới này đang tăng lên đến tầm hơn 100% này, mọi người có thể nhìn thấy này, đúng không ạ? 78% vừa mới lít lên thôi là tăng khủng khiếp rồi. Và làm sao để chúng ta lựa chọn được những cái này? Ok, và làm sao cần phải sử dụng PancakeSwap, đúng không? Tại sao phải có ví MetaMask đó, tại sao mình biết được là coin đó nó đi sẽ đi về đâu, đúng không ạ? Đồng coin nó sẽ đi về đâu? Ok, phân tích kỹ thuật, chỉ báo kỹ thuật, đây là vấn đề về tư duy tài chính thôi. Hôm sau này mình sẽ chỉ cho mình cái cách, cái cách kiếm tiền với cái thị trường. Ok, rồi là cái phân tích tài chính phân kỳ như thế nào đó, phân kỳ như thế nào. Đây là sắp sửa đến một cái chu kỳ giảm rồi này, tại sao mình biết được, học rất nhiều đấy, học khá là nhiều mình mới nắm được đấy. Ok, rồi SI này nó vẫn đang tăng lên nữa. Ok, có dấu hiệu giảm rồi. BTC này làm sao để mình biết được, nó có đúng không? Nó có cái cách để mình học để mình biết được nha. Đấy, ok, và trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái kiến thức về vấn đề về phân bổ, đúng không ạ, vấn đề quản lý, rồi là vấn đề về tư duy, đúng không ạ, tư duy tài chính. Và nếu như mà không có những cái kiến thức như thế này thì chúng ta sẽ đầu tư thất bại chắc chắn rồi. Và nếu như mà chúng ta chơi theo kiểu FOMO và admin chỉ sâu ra cho anh em mình ở tiền, tức là lợi nhuận thôi, thì các bạn sẽ rất dễ dính bẫy ở trong Forex. Thì admin chưa vào bẫy ai, kể cả vấn đề trong kinh doanh lẫn trong vấn đề về đầu tư như thế này, lúc nào cũng sâu ra lợi nhuận mấy trăm đô, mấy chục đô hay là mấy ngàn đô như vậy, thì chúng ta rất là dễ cảm thấy rằng là nó dễ ăn, không hề, đúng không ạ? Nó dễ ăn thật đấy, nhưng mà nó là cả một đống kiến thức ở trong đấy. À, và nếu như mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị mắc bẫy, đúng không ạ? Không bị ở trong đây chỉ là anh em cảnh báo, đúng không ạ? Và buộc phải như vậy. Tại sao phải quản lý? Tại sao phải phân bổ ra làm hai vấn đề, lướt sóng và đầu tư dài hạn? À, tại sao phải như vậy? Và đã là dài hạn thì chúng ta không thể nào mà vội vã được, đúng không ạ? Kể cả trong kinh doanh, kể cả bạn làm một cái Shopee hay là một kênh website, không thể là 3 tháng hay là 5 tháng hay là 6 tháng là bạn muốn có kết quả ngay được. Thậm chí mình nuôi cái kênh web của mình đến tầm 3 năm hay là 5 năm, đến một lúc nào đó nó rất là nhiều người fan hâm mộ, người ta muốn đọc cái blog của mình, và chỉ cần một cái sản phẩm trên đó thôi đã đủ mình là giàu luôn rồi. Đấy là cái mà chúng ta cần phải xác định với nhau như thế. Ok, và cái nào là liên quan đến lướt sóng ngắn hạn, chúng ta chơi đòn bẩy là như thế nào, đúng không? Bao nhiêu vốn trên bao nhiêu đòn bẩy. Ok, và trong đầu tư các cái đồng tiền điện tử như vậy thì có những cái đồng coin gọi là đồng coin sổ số chẳng hạn, thì chúng ta phân bổ vốn vào trong những đồng coin sổ số là bao nhiêu tiền. Tức là chúng ta có 1.000 đô chúng ta sẽ phân bổ chỉ là khoảng 20%, là 200 đô chúng ta, trong 200 đô đấy thì làm sao để tăng được, đúng không ạ? Ví dụ như là mua 100 đồng sổ số chẳng hạn, thì ít nhất chúng ta phải được tầm 3-4 đồng nhân 10 hoặc là nhân 20, nhân 50 gì đấy, để gì ạ, ví dụ như là 20 đô thôi nó sẽ nhân lên thành 200 đô hay là 500 đô là chuyện bình thường, ví dụ như thế. Thì có rất là nhiều đồng nó như vậy, và chúng ta phải học cái cách, có nghĩa là nhận thức này, đúng không ạ, rồi là tư duy này, sau đó là học cái cách thức, đúng không ạ, tại sao phải mở sàn, trong sàn đấy thì có những cái cách chơi như thế nào, có thể là starting là như thế nào, có nghĩa là nó kiểu như là chúng ta gửi ngân hàng vậy đó, thì chúng ta gửi coin đó vào cho sàn, sàn sẽ trả lại cho mình một cái khoản lãi. Lãi này có thể trả bằng USDT, có nghĩa là trả bằng tiền
hay là trả bằng coin, tức là chúng ta sẽ cho sàn mượn một cái lượng đồng tiền nhất định theo yêu cầu và cái sàn đó nó sẽ trả lại cho mình một cái đồng coin. Thì khi mà trả lại cho mình một cái đồng coin, một cái giá trị coin tương ứng ấy, thì nó sẽ sinh ra lãi kép. Tức là ví dụ như là bây giờ á, bạn cho tôi vay tiền, tôi sẽ trả lại cho bạn tiền thì là nó sẽ không sinh ra lãi kép. Nhưng mà khi mà bạn cho tôi vay tiền, tôi sẽ trả lại bạn một cái món đồ, ví dụ như trả bạn bằng một bức tranh chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi là họa sĩ, bây giờ tôi chưa có nổi tiếng gì hết, tôi sẽ bạn cũng không có thiếu tiền và bạn đồng ý là một bức tranh của tôi trị giá 500.000 trong thời điểm hiện tại, thì tôi sẽ trả lại bạn một tháng là tặng lại bạn một bức tranh của tôi, ví dụ như thế. Thì cái này về mặt đấy, bản chất đấy, có thể là cái bức tranh của tôi trên thị trường nó quá nhiều người vẽ như kiểu như vậy, thì nó chỉ còn có những lúc nó 100.000, 200.000. Nhưng mà về lâu dài ấy, nó sẽ trả bằng con, thì nó sinh ra, ví dụ như bức tranh của tôi sau này tôi trở thành một danh họa nổi tiếng chẳng hạn, thì cái bức tranh của tôi là nó lên 10 triệu một bức, đúng không? Thì kiểu như vậy nó sẽ stacking ấy, nó là như vậy, nó có thể trả bằng tiền mặt hoặc là trả bằng đồng coin. Và đồng coin vừa cái đồng coin cho đồng sàn vay á, trong vòng 6 tháng chẳng hạn hay là 1 tháng chẳng hạn, nó vừa lên giá và cái đồng coin nó trả cho mình vừa lên giá thì mình sinh ra lãi kép. Ok, và lãi kép này nó rất là hay, ví dụ như vậy ở trong đây có luôn, đúng không ạ? Và đấy là một cách. Thứ hai là cái cách mà cho vay tiền và nó sinh ra lãi, thì trên này nó cũng có như vậy và nó vay cao hơn lãi ngân hàng của mình. Lãi ngân hàng mình 8% một năm, đúng không? Trên này có thể là có những cái dự án là 30-70% luôn trong một tháng, đúng không? Nhưng mà nó có giới hạn là chỉ cho các bạn là tối đa là vay 200 đô trên một người thôi. Ví dụ như vậy thì có những cái như vậy, có rất là nhiều người sử dụng chiến lược này. Tại vì rõ ràng là bây giờ chúng ta vay ở ngân hàng hay là vay ở chỗ nào đó, nó là phần trăm chỉ là 10% thì chẳng hạn, nhưng mà mình cho vào đây vay thì nó lại lên được 30-40%. Thì lúc này chúng ta cần phải tính toán. Admin biết, nhưng mà tôi không có thời gian nhiều để nghiên cứu vấn đề này. Mình tôi biết có rất là nhiều người thành công theo cái kiểu cách như thế này, đúng không ạ? Thì cái mấu chốt là gì? Chúng ta phải kiếm được cái sàn uy tín, tức là cái sàn này không có scam, tức là Binance này, Humi này, đúng không ạ? OKX này, những cái sàn top 10 trên thế giới, chứ không chúng ta xài vào những cái sàn DeFi hay là sàn kiểu như là sàn lậu á, sàn trong thế giới crypto này á. Anh em á phải xác định như thế này này, người ta nói rằng là coin là lừa đảo, vấn đề nó không có lừa đảo, mà những cái đối tượng ấy lập ra các cái sàn ảo đó, lập ra những cái nơi giao dịch ấy, nói chung là nó không gọi là sàn, nó gọi là cái phi tập trung, và kéo FOMO rất là nhiều người vào, và đùng một phát thằng admin đó nó chạy mất tiêu luôn. Thì lừa là lừa con người, lừa nhau, còn lại bản chất cái này nó chẳng ai lừa ai hết, tại vì nó vẫn tồn tại do mình không biết, không có thiếu kiến thức ấy, mình không có đăng ký được ở những cái sàn tốt nên mình bị lừa, đấy là điều bình thường. Ok, đó là một trong những cách rất là hay. Ok, và tiếp theo là đó là chúng ta có thể là hold những cái con nền tảng, đúng không ạ? Và như BNB của Binance, đúng không ạ? Của Binance thì là nó chỉ là từ 30 đô thôi, lúc mà các bạn mà nói cho admin là từ đầu năm trước ấy, từ cuối năm trước, đúng không ạ? Và tức là đầu năm nay nó chỉ là 30-40 đô thôi, và đến thời điểm hiện tại là đang ở tầm giá là 500 đô, tức là tăng hơn khoảng mười mấy lần, đúng không ạ? Kinh khủng khiếp. Đó, nó tăng cỡ đấy đấy, biết 30 đô thôi, mình giữ một đồng đấy thôi là bây giờ mình có 300-400 đô rồi. Kinh khủng. Mà ví dụ như mình giữ 100 đô thì bây giờ mình sẽ như thế nào, đúng không ạ? Có cả mấy nghìn rồi, đúng không? Một 3 đồng đó thôi là bây giờ mình có cả ngàn đô rồi, là tức đó là 100 đô thôi thì bây giờ mình đã có cả ngàn đô rồi đấy, nó ít khoảng tầm 12 lần mà. Thì mình phải biết được những cái đồng nào đấy để mình đầu tư lâu dài, đó là đầu tư coi sàn, coi nền tảng, coi hệ sinh thái, đúng không ạ? Thì bây giờ là có rất là nhiều đồng như là Dot này, đó, Link này, đó, đồng HT của Huobi này, đồng FTT của thằng FTX này, đồng BNB của thằng Binance này, đồng CET của thằng Coinex này, đúng không ạ? Thằng MX của thằng MXC này, đúng không ạ? Đấy là những cái coin mà mình nên mua. Tại sao mình biết? Tại vì mình thấy được lịch sử của những thằng trước đó, nó là thằng sàn rất là uy tín, nên ra là coin sàn thì chắc chắn sẽ lên. Đấy là những cái mà mình hạn mục mình nên đầu tư. Có nghĩa là thay vì đầu tư vứt linh ta linh tinh, đúng không ạ? Không biết đầu tư gì, đầu tư vào đó thì cái tỷ lệ rủi ro của mình gần như là rất là thấp, còn lại thắng rất là cao thì mình chiến thôi. Tại vì trong đầu tư là 50-50, một thắng hai thua,
đúng không ạ, chứ không có 60 40 đâu, một thắng hai thua thôi. Thì bây giờ là một là thắng hai là thua, thì bây giờ là cái tỷ lệ thắng cao hơn là chiến thôi, chứ bây giờ là khi mà vứt tiền vào trong thị trường đâu ai biết được là nó thắng hay là thua đâu, chẳng rõ ràng là như vậy. Và được mất là chuyện rất là bình thường, và bây giờ là quan trọng là mất trong khả năng của mình chứ không phải mất vượt quá khả năng. Mất vượt quá khả năng thì nó thành gì cả, cờ bạc. Còn vượt mất ở trong cái tầm kiểm soát đấy thì nó là đầu tư, nó là chỗ này. Ok, rồi là tiếp theo là có những cái cách kiếm tiền, là từ có những cái đồng tiền mình phải hiểu được cái đồng tiền điện tử ấy, nó sẽ trải qua những bước này, nó phát cái nhà phát triển nó tạo ra một cái token đó, token đó, một cái địa chỉ. Ok, sau đó là nó sẽ trải qua vấn đề về mua bán cái token đó, sau đó là nó mới đăng ký rất là nhiều thủ tục để lít lên trên sàn. Thì là từ token đến một cái đồng coin ấy, nó đã trải qua rất là nhiều bước rồi. Là tức là vòng mình đơn thuần nó là vòng kêu gọi vốn này, kêu gọi vốn lần một, kêu gọi vốn lần hai, kêu gọi vốn lần ba, xong rồi mới list trên sàn. Thì khi mà đồng coin lên trên sàn nó mang tính chất ổn định. Tuy nhiên rằng khi mà vừa list lên đấy là nó sẽ những thằng mà đầu tư lần một lần hai nó sẽ tháo vốn mà nó sẽ xả rất là nhanh, thì là không phải coin list sàn là sẽ bay, mà coin list sàn chắc chắn là sẽ giảm cực kỳ nhanh, cực kỳ sâu. Chúng ta phải hiểu được điều này, và khi mà hiểu được điều này thì chúng ta sẽ mua các đồng coin từ lúc mà nó là token. Ví dụ như là chúng ta có 10 đô, chúng ta vứt vào token đó, có rất là nhiều người từ 10 đô kiếm được 1.000 x 10 lần, từ 10 đô là kiếm 100 lần, có thể là gấp 100 lần luôn á, là 10 đô 20 đô thôi là kiếm 1-2.000 đô luôn, gấp 100 lần đó. Rất là nhiều, chứ không phải là ảo tưởng đâu. Trong cái thị trường này nó rất là hay ở chỗ đó, nên ra là đấy là đầu tư rủi ro, và trong cái rủi ro cho phép mình phải tập trung vào những cái chỗ đó, và mình phải biết được cái điều này thì mình đầu tư đúng không ạ. Được mất thì thôi, nhưng mà nó có gọi là tỷ lệ phần trăm thắng tốt hơn thì mình chiến, chứ nếu không biết cái này thì thôi bó tay. Ok, thì đấy là một cái trong những cách nữa. Ok, và hai nữa là đầu tư kiểu lướt sóng nữa là vấn đề về future, tức là mình phải học các cái chỉ báo kỹ thuật, cái nến đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như vậy ấy, nó có những cái tín hiệu về nến, tín hiệu về RSI, tức là các cái chỉ báo kỹ thuật, MACD, tức là về cái đường trung bình, về chỉ báo về sức mua của thị trường này, volume của thị trường này, tất cả những cái này nó phản ánh là thị trường hưng phấn hay là thị trường đang run lo lắng. Ví dụ như là nến đúng không ạ, ví dụ nến chẳng hạn, đây nói sơ qua một tí thôi. Đó, về vấn đề là chúng ta phải biết một cái cách tổng quan nhất như vậy ấy, để chúng ta nghiên cứu. Đây ví dụ như là ví dụ như ở đây là đồng Bitcoin đúng không ạ, đồng Bitcoin thì bây giờ là nến này đúng không ạ, nến này nó kết thúc 4 giờ đúng không ạ. Trong đây thì nó có nhiều loại, trong nến thì nó có nhiều loại, và khung giờ ấy thì nó có chia làm khung giờ đúng không ạ, 5 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 4 tiếng, 1 ngày đúng không ạ. Và bây giờ chúng ta có thể xác định rằng là cái nến ngày hôm qua đúng không ạ, đang bay rất là mạnh, tức là nó đi từ lúc 46.000 mà ngày hôm nay nó chạm mốc là 50.000 đúng không ạ, 50.300, rất là khủng khiếp, và nó đang có một cái sự rụt chân đúng không ạ. Em sẽ rụt chân đây, nó đang rụt chân này, rụt chân tức là đang có một lượng bán tháo ra. Ok, nó đang bán ra để chốt lời, mà lên tới đây thì lời nhiều quá rồi, bây giờ thì bán ra thì gì ạ, nó sẽ đau. Và đây là nến ngày mai, mai nó sẽ ok với cái cây nến như này thì hoàn toàn có thể tự tin nó mà bay tiếp. Tuy nhiên rằng nó sẽ có một cái đoạn xả đúng không ạ, giống như anh em mình có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như là nó xả một phát đúng không ạ, trên này tín hiệu này bán xả này đúng không ạ, và cái này nó lên đúng không ạ, bán đúng không ạ, tiếp tục nó xả này, xả tới đây xong rồi nó mới đẩy lên lại này. Em hình dung ạ, đẩy lên lại, nhưng mà đẩy lên tới đây thì lại tiếp tục xả xuống. Ok, và nến này đang là một cái cây xả xuống như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ down, trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ down. Ok, nến này nó kết thúc là một nến đỏ thì một cái dự báo là nó sẽ có thể lên tiếp, tuy nhiên rằng chắc chắn rằng nó sẽ có một cái khoảng thời gian đâm xuống đây một xíu. Thì bây giờ mình biết được rõ ràng là như này thì mình có thể chơi đòn 7, 10 hay 20 gì đấy, thậm chí là 50 để mình bán tháo ra, mình bán. Ok, và mình sẽ được. Ok, đây là một trong những cái vấn đề về nhìn nhận về nến đúng không ạ, hay là mình nhìn cái cây nến. Ok, cây nến này nó là cây nến đúng không ạ,
không có đầu không có đuôi, cây nến này này, đúng không ạ? Thì đây là một cái cây nến là sức mua cực kỳ lớn, thì rõ ràng là cây này nó sẽ bay tiếp, các bạn thấy không ạ? Đó, còn lại là ví dụ như là cây nến mà có một cái sức bán, cây nến đỏ này có một sức bán ép xuống rất là mạnh, thì chắc chắn rằng trong tương lai nó sẽ là một xu hướng giảm rõ ràng, và nó sẽ giảm xuống tới đây luôn. Em có thể nhìn thấy đây là nhìn phần nến. Hai là đây là RSI. RSI tức là sức mua của thị trường này, và sức mua của thị trường là bạn có thể nhìn thấy rằng đây là nó đang có chiều hướng giảm xuống, đúng không ạ? Nó đang có chiều hướng giảm xuống, về nó đang có chiều hướng giảm xuống này đó. Và MACD cũng vậy, MACD là cái chỉ báo về, đúng không ạ? Đây là chỉ báo về phân kỳ rất là tốt, và cái đường MACD này, đúng không ạ? Cái histogram là cái đường đỏ ở giữa đây này, đúng không ạ? Và cái đường đây là cái đường trung bình, đúng không ạ? Đang chạy lên chạy xuống, vòng lên vòng xuống, đúng không ạ? Và cái cột mốc ở giữa của nó là không, và nó chạy lên, đúng không ạ? Nó chạy lên, đúng không ạ? Tầm khoảng 1.000 điểm. Tuy nhiên rằng là bây giờ là chạy, nó cứ chạy hết lên trên rồi sẽ nó vòng xuống dưới, thì bây giờ anh có thể nhìn thấy rằng ấy, nó đang chạy lên trên và bây giờ bắt đầu nó đang vòng xuống dưới này, có thể nhìn rõ hơn này, đúng không ạ? Nó bắt đầu ngã xuống dưới này, tức là đang báo hiệu một cái phân kỳ giảm trong ngắn hạn. Ok, thì khi mà mình biết được những cái chỉ báo như thế này, có cộng với cái chỉ báo stop này cũng vậy này, chỉ báo stop đang cắm đầu, đúng không ạ? Đang cắm đầu này, bình thường là anh em có thể nhìn thấy rằng là đây đó, bình thường em đang ở trên đầu này, xong rồi đi xuống dưới này, đúng không ạ? Xong rồi đi lên trên này, xong rồi nó lại đi xuống dưới. Đây là rõ ràng rồi, tại vì trong thị trường ấy, là tiền mặt nó có giới hạn, nên ra không thể nào lên mãi được. Ok, lên mãi, đúng không ạ? Lên hoài rồi thì sẽ có chuyện bán xuống tới đâu, đúng không ạ? Bán xuống tới các vùng kháng cự như này. Đây, kháng cự là sao? Tức là các đỉnh cũ hoặc là các cái đáy cũ, đúng không ạ? Đây, các đỉnh cũ đây, có thể thấy được rằng những cái đỉnh cũ đây thì mình có thể vào lại, có thể vào đây mua lại, đúng không ạ? Hoặc là đây cái đường này, đúng không ạ? Bán nó tới đây thì mình sẽ mua lại để cho đẩy lên tiếp. Ok, và đây nó đang giảm xuống rồi thì bây giờ mình có thể bán ra, mình làm lệnh short. Ok, và đấy là những cái chỉ báo kỹ thuật, và mình học thì mình sẽ biết thôi, nghiên cứu thì mình sẽ biết. Đấy là cái vấn đề về đánh future. Đánh future là đánh dự báo tương lai, và mình có đòn bẩy. Đòn bẩy bao nhiêu là do mình lựa chọn, đòn bẩy bao nhiêu là do mình lựa chọn đó. Và ví dụ như là mình là những người mà ví dụ như là rất là nhiều kinh nghiệm ấy, mình có thể chọn cái đòn bẩy kiểu như là đòn bẩy có thể là x100, đúng không ạ? Hay là x500, có nghĩa là đánh chỉ cần 0.01 thôi, nhưng mà đòn bẩy đó nó sẽ mang lại cho mình một cái mức độ lợi nhuận cực kỳ lớn, cực kỳ khủng khiếp. Thì đó là cái vấn đề lướt sóng, là đầu tư như vậy. Ok, đó là toàn cảnh về vấn đề về đầu tư ở trong thị trường crypto, hay là trong chứng khoán cũng tương tự, đúng không ạ? Đó, có những cái đồng coin mới ra, có những mã mới ra có thể tích dân rất là nhiều lần, sau đó là giảm rất là nhanh, thì chúng ta phải lướt sóng, hay là chúng ta phải đọc các chỉ báo để chúng ta biết đường vào, đúng không ạ? Hay là chúng ta chơi thị trường forex để chúng ta trade vàng, hay là trade dầu, hay là trade bạc, hay là trade các cái đồng tiền như yên Nhật, hay là đô la Úc, đô la Mỹ gì đấy, đúng không ạ? Chúng ta hay là yên Nhật, đúng không ạ? Hay là các đồng đô la Úc chẳng hạn, nó có cái chỉ báo rất là đúng. Chúng ta sẽ học chỉ báo kỹ thuật và chúng ta đầu tư. Bởi kiến thức của mình thì chắc chắn rằng là đầu tư kiến thức này, quản lý vốn này, tư duy về đầu tư này, phân bổ vốn, tất cả mọi thứ đấy nó sẽ cấu thành lại, đúng không ạ? Làm chúng ta trở thành một người có khả năng đầu tư, đúng không ạ? Có khả năng về làm tài chính rất là tốt. Đấy, và chúng ta phải học rõ ràng như thế. Và trong hôm nay thì là một cái buổi chia sẻ cơ bản về tư duy, về quản lý tài chính vân vân. Còn lại anh em mà muốn học sâu hơn nữa thì có rất là nhiều thứ nữa. Trong khoảng tầm 8 tháng qua thì mình học được rất là nhiều. Bây giờ đến 9 tháng rồi, đúng không ạ? Vô vàn các cái kiến thức luôn, rất nhiều. Và nếu như mình không có mục tiêu, không có kế hoạch, không có kế hoạch nghiên cứu thì chúng ta sẽ không biết là mình cần học gì, đúng không ạ? Và trong cái này có những người học giỏi, đúng không ạ? Có những người sáng tạo. Mình không nghĩ là mình sẽ là người học giỏi, nhưng mà mình nghĩ rằng mình là người có một cái hướng học hợp lý. Tức là mình muốn đầu tư về thị trường tiền điện tử, mình sẽ hiểu được là cái quy trình ra một đồng tiền, cái cách thức kiếm tiền trong cái này, bao nhiêu cách thức, đúng không ạ? Đầu tư, cho vay, đồng tiền mới, đánh future,
thu dài hạn, đúng không ạ? Đấy, đầu tư ngắn hạn. Đấy. Hay là đầu tư forex về vàng. Forex là gì, đúng không ạ? Đấy, hoặc là IDO là gì, EIO là gì, ICO là gì. Ví dụ vậy là đầu tư các cái vòng gọi vốn của các đồng đó. Ví dụ thế. Đó, hay là farming là gì? Đó, staking là gì, vân vân. Thì nó chung quy lại là việc mà sử dụng đồng vốn đó vào trong những cái dự án, đúng không ạ? Có thể dự án mới hoặc là dự án cũ, vân vân, hoặc là đòn bẩy, đúng không ạ? Hay là thế chấp, hay là như thế nào đó, rất là nhiều thứ ở trong đấy. Thì câu chuyện là thị trường nó dù mình không có chơi ấy, thì nó vẫn chạy. Thì bây giờ làm sao để kiếm được tiền trên thị trường này thì nó đòi hỏi cái tư duy và đòi hỏi cái sự khống chế cái lòng tham, kiên nhẫn chờ đợi. Đó. Rất là bình tĩnh, chờ đợi cơ hội, đúng không? Tích lũy. Đó. Tích lũy, ví dụ như là chơi coin chẳng hạn thì chúng ta tích lũy các đồng coin. Mình chỉ gọi là tích lũy thôi chứ không gọi là không đầu tư sưu tầm dư 500 ngàn vào mua đồng đó, vứt đó. Đó, dư 200 ngàn vào mua đồng đó, vứt đó. Chuyển khoản mua USDT, mua đó, vứt đó. Đến một ngày nào đó nó nhân 10 lên. Đúng không? Từ 500 ngàn nó sẽ trở thành 5 triệu. Đấy là chuyện bình thường. Đúng không? Và tại sao nó lại nhân 5 triệu thì nó là hệ sinh thái rất là tốt, mạnh. Chúng ta phải nghiên cứu, phải học, phải nghe ngóng thông tin, nghe ngóng tình hình và quản lý, làm chơi trên cái đồng vốn mà nhàn rỗi của mình. Chứ không là mình vay mượn, mình chơi hay là như thế nào đó thì nó rất là áp lực. Rất là áp lực. Và hãy tập trung vào kinh doanh, tập trung vào công việc chuyên môn của mình cho nó thật tốt lên, đúng không? Đặc biệt là chúng ta phải nghiên cứu về kinh doanh. Thì trong kinh doanh nó có về tâm lý thị trường, tâm lý đầu tư vân vân. Trong đấy là kinh doanh thực tế nó có hết. Và trong thị trường đầu tư tài chính này nó cũng trải qua chừng đó những cung bậc cảm xúc. Thế thôi, đúng không ạ? Và đó là những cái kiến thức cơ bản. Còn hôm sau thì về cách chơi, cách đánh hay là cách đầu tư, cách nghiên cứu một đồng tiền như nào đấy thì có những cái module ngắn hơn, dễ hiểu hơn đó, để cho anh mình. Ok, đúng không ạ? Ok. Em có câu hỏi nào không ạ? Nó nhiều thứ lắm đúng không ạ? Nhiều thứ phải học, nhiều thứ phải nghiên cứu lắm. Và khá là hay. Thị trường này thì rất hay và rất đòi hỏi sự sáng tạo lớn. Đấy. Ok. Chỉ có đầu tư thôi thì chúng ta mới trở thành những cái người, đúng không ạ? Và có những người em nói rồi đó là Covid đó, nó cho chúng ta nhiều thứ, trong đó là vấn đề về công nghệ thông tin. Nó là cái điều mà trong các năm tới nó là cái vấn đề cực kỳ phải được đặt ra. Một trong vấn đề đó, về Internet, đó là song song với vấn đề về đầu tư, buộc phải biết. Nếu không biết thì chúng ta sẽ bị bần cùng, đúng không ạ? Bị bần cùng của xã hội á. Thật sự rõ ràng, tại vì thế giới nó đang theo xu hướng này mà. Và ở người Việt Nam ấy thì chỉ có 5% là đầu tư thôi. Gần như chúng ta vẫn là hai lúa lắm, kể cả các bạn ở thành phố. Các bạn không biết đầu tư là gì, cũng chẳng biết tài chính, không biết quản lý. Trong khi đó Singapore ấy, đất nước rất là nhỏ thôi, nhưng mà họ được học tài chính từ rất là sớm, nên ra cái tỷ phú ở Singapore rất là nhiều. Còn lại mình là tỷ phú tự thân liên quan đến kinh doanh rồi vớ vẩn linh tinh thôi, đúng không ạ? Chứ còn lại mà tỷ phú trẻ là ít lắm, không có, đúng không? Tại vì chúng ta không giáo dục cái vấn đề này. Và chúng ta trong thời gian tới mà chúng ta không biết là chúng ta sẽ rất dở, cực kỳ dở luôn. Còn những người bình thường người ta không biết thì là dở là chuyện bình thường. Còn nếu mà chúng ta có cơ hội để biết đó, mà chúng ta không có học ấy, thì đấy là điều đáng tiếc. Đúng không? Đấy là dở, đó, rất dở. Và cái này giống như là buôn bất động sản vậy. Chắc chắn nó sẽ lên. Trong 9 tháng vừa qua mình trải nghiệm rất là nhiều. Lúc nó xuống rất là thấp, không ai mua. Nhưng mà lúc lên rất là cao thì lại mua vàng, đúng không ạ? Lúc lên cao lắm thì lại mua vàng FOMO. Đó, thì nên đầu tư lâu dài, đúng không? Chúng ta nên để ra một khoản tiền ở trong một năm đó. Chúng ta nên đầu tư vào những cái đồng lâu dài. Nó sẽ có thể x2, 5 triệu lên 10 triệu. Và lại tái đầu tư, đúng không ạ? Thì nó sẽ như vậy là lên 20 triệu. Từ lúc mà 20 đến 40 triệu nó nhanh lắm, lên rất là nhanh, đúng không? Và có rất là nhiều cách thức, và quan trọng là quản lý. Tại vì bạn chưa chơi future, bạn chưa chơi về các cái vấn đề về sổ số thì sẽ không hiểu được cảm giác đó. Thì
admin đã từ 20 đô thực tế đúng không? 20 đô lên chơi đến 3.000 đô, từ 20 đô á, từ 20 đô là tức là khoảng tầm 500.000, chơi đến 3.000 đô là hơn 70 triệu. Đấy, nên ra là đây là một cái thị trường mà thật sự là tiềm năng, không phải mình phải học, buộc phải học. Lúc đó là mình may mắn, rõ ràng. Sau đó mình rất là tự cao và mình nghĩ rằng mình kiểu như là cao nhân. Đây có ở trong team là có Mr. Tâm biết, và anh em nào mà thấy admin ở trong đó hay lâu, rất là lâu rồi, trong đầu năm đã sâu các cái kết quả đó khi mình mới học cơ bản thôi. Thì mình thắng rất là nhiều. Và sau đó là mình mất trong vòng chưa đầy một ly trà sữa luôn, mất 2.300 đô, là mất rơi vào khoảng 50 triệu. Rất lớn, rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Sau đó là tiếp tục một chuỗi thua, mất tiếp. Và số lượng mình mất là khoảng tầm 5-6.000 gì đấy, rất nhiều tiền, đúng không ạ? Tuy nhiên là nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cái số lượng. Nói chung là mất 10% tài sản của mình, hơn 1 tỷ thì mình mất hơn 100 triệu thì đấy, nó khoảng dân 10%. Nó nằm trong góc độ chấp nhận được. Nhưng mà nó cho lại cái lượng kiến thức. Đó là lý do tại sao mà mình hướng dẫn anh em mình đó, chia sẻ những cái mà mình trải nghiệm, chứ không phải sách vở, đúng không ạ? Tất cả những cái, kể cả kinh doanh, kể cả marketing, kể cả dropship, đúng không ạ? Đến cả đầu tư là mình có trải nghiệm, mình học được, rút ra bài học, chia sẻ lại cho anh em để mình né những cái mà không đáng có. Ví dụ như là chơi future chẳng hạn, nó là đầu tư rủi ro, thì chúng ta buộc phải quản lý rủi ro rất là tốt. Không quản lý rủi ro là chúng ta sẽ chết. 10 triệu là bay 10 triệu, 20 triệu bay 20 triệu, và khó lắm. Trong đây tôi nghĩ rằng rất là khó để anh em mà có được số lượng tiền nhiều như vậy. Nhưng mà khi cái này nó chuyển tính đô, có anh có thể nhìn thấy vừa xong ấy, có những ngày mình mất 90 đô, mất 50 đô. 90 đô, 100 đô là 2 triệu. Có những ngày mất 1 triệu là nó tính bằng đô mà. Ví dụ như ngày hôm nay là mất 10 triệu, mất 10 đô này. Mất 10 đô là mất khoảng 240.000. Đấy, thì nó bằng mất một ngày lương rồi. Mất một ngày lương rồi. Đúng không ạ? Đó, nên cái được là cái mà ai cũng dễ nhìn thấy. Nhưng một cái mất là cái nó khó nhìn thấy. Và chúng ta cần phải kiểm soát nó. Và kiểm soát ra làm sao thì chúng ta cần phải thực chiến, trải nghiệm. Và chúng ta phải học và chúng ta phải trải nghiệm. Rồi chúng ta phải đánh thắng lòng tham của mình. Rồi là khống chế cái sự kiên nhẫn. Tại sao kiên nhẫn? Kiên nhẫn không phải là vấn đề chờ đợi đâu. Kiên nhẫn là cái góc độ là nếu mà thua ấy, thì chúng ta dừng. Thua thôi thì dừng. Không có ăn thua với sàn. Không ăn thua với cái đồng coin đó. Tại vì đó là thị trường. Tại vì sao nữa? Tại vì có liên quan đến vấn đề về quản lý rủi ro. Ở trong đó là có quản lý vốn và quản lý đòn bẩy. Chúng ta chưa đòn bẩy năm thôi thì chúng ta rất là khó để mất hết, đúng không ạ? Và cái này là trò chơi xác suất, nên thành ra là chúng ta phải phân bổ được để cho chúng ta có được nhiều lần đánh, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải lựa chọn cái khung giờ. Ví dụ như là chúng ta không thể nào nhìn ở khung 15 phút được. Ngày xưa admin chơi khung 15 phút được rất nhiều, tuy nhiên là mất rất là nhanh. Tại vì khi mà uptrend thì được liên tục 15 phút, là nó lên xuống liên tục mà. Chúng ta sẽ được liên tục lên thì đánh xuống thì đánh lên, đây là rất là dễ được kiếm được. Nhưng mà khi mà nó nghịch trend, không lên nữa hoặc là không xuống nữa, thì cứ như là đang đánh lên thì nó đang xuống rất là nhiều, và chúng ta lúc đó là trong một cái tâm lý là kỳ vọng lên, và chúng ta không cắt lệnh, tại vì không có quản lý rủi ro, không cắt lệnh mình vì gì thắng rất nhiều rồi và không ở đang ở hưng phấn được mà. Biết như là cứ lên đúng không ạ, thì là đánh xuống ở trong một xu hướng giảm, còn trong một xu hướng tăng là cứ xuống thì đánh lên. Thì lúc nào mình ở trong đầu mình nghĩ rằng là nó đang lên hoài mà, nhưng mà đùng một cái trong thị trường không biết được, nó xả cá mập, nó xả trong vòng nửa tiếng thôi là nó sẽ mất cả ngàn điểm, thì không có một cái số lượng vốn nào có thể quản lý nổi, và không có đặc điểm dừng lỗ ấy, thì chúng ta sẽ mất. Và không biết được điều này và chúng ta luôn kỳ vọng nó sẽ lên lại ấy, thì đây gọi là kiểu như là Don Quixote với cối xay gió, và mất cực kỳ khủng khiếp. Đó là lý do tại sao mà không được học cái này, không được chỉ dẫn cái này ấy, là mình mất 2.300 đô luôn, đúng không ạ? Và có cái hình ảnh còn lại là mình mất đến lúc mà âm 1.800 đô mình không cắt. Tại vì sao? Có những lúc mình thắng cả ngàn đô mà, nên âm 1.800 đô là chuyện bình thường thôi, không có gì để lo lắng hết. Và nó tiếp tục âm,
và đến lúc mà không thể nào mà gồng nổi nữa thì nó cháy tài khoản và vay mất hơn 2.300 đô, vay hết hơn 50 triệu trong vòng tích tắc thôi, rất ngắn. Và mình nghĩ rằng rất những cái bạn new buy thì không khó để có những cái số lượng tiền nhiều như thế, đúng không ạ? Đó, có chơi forex nha, chơi forex có, đúng không ạ? Còn chơi coin cũng có luôn, chơi coin thì mất cũng mấy ngàn đấy, chơi forex cũng mất mấy ngàn thì nó rơi vào khoảng 5-6 nghìn mà rất là nhiều, còn lập này tẻ nhiều lắm, đúng không ạ? Và góc độ này mình là không, và tiền anh cũng thích, nhưng mà vấn đề góc độ tiền đầu tư mình không bỏ thiếu. Anh em tin tưởng người ta đầu tư cho mình rất là nhiều, hoặc là mình có thể huy động vốn để mình có lượng tiền để mình đầu tư rất là nhiều, nhưng mà mình thật sự là trong thị trường này mình không thể nói tài được, mình chỉ chơi tiền của mình thôi, mình không dám cầm tiền của người khác để mình đầu tư. Còn lại góc độ của em là dư khả năng để vay được tiền, cầm được tiền của người khác để đầu tư. Tuy nhiên rằng đây là một thị trường rằng là mình phải có sự trải nghiệm chín muồi ở trong đó, và tôi nghĩ rằng trong thị trường đầu tư này chỉ là bèo phải 3 năm thì mới đủ cái sự tỉnh táo, sự giác ngộ, sự thấu hiểu của nó. Còn anh em mình chơi 3 tháng mà và mất hết là chuyện bình thường thôi, không có gì, đúng không? Góc độ của mình là khi ban đầu là tự nhẩm với mình là 3 năm thì tích lũy, và tích lũy cái gì đấy, tại vì sao mà trong một cái thời gian rất là ngắn mình sẽ gì ạ? Mình nói với các bạn một cái vấn đề rất là bao quát, ai dạy mình cái này, thật sự là mình không không có học nhiều từ một cái thầy nào cả, đúng không ạ? Mình tự trải nghiệm, tự đọc sách và tự bản mình là một ví dụ rất sáng luôn. Anh không có tin, đúng không ạ? Có thể là anh em mình có gặp cái hoàn cảnh khó khăn hơn rất là nhiều, hoặc anh mình nhiều vốn hơn tôi không biết, nhưng mà cái sự trải nghiệm và cái này nó là năng khiếu này, nó là sự tổng hợp này, nó là nghiên cứu khoa học mà, đó để mình rút ra được cái kinh nghiệm đấy mình truyền đạt rất là nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Và là cả tiền nữa, mất tiền chứ không phải là nói hay được. Còn học để nói thì rất là đơn giản, ở MACD như thế nào, phân kỳ như thế nào, hội tụ như thế nào, đấy, RSI như thế nào, vân 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 vân, đúng không ạ? Để hướng dẫn đánh thôi ấy, thì mẹ chỉ cần học đọc một cuốn sách ở lên làm thầy được. Còn những cái vấn đề về quản lý phân bổ này, ông chưa vào mắt ông sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau, ông không vào mắt ông sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác của một cái thằng bị mất như thế nào, đúng không ạ? Ông luôn luôn được và ông chỉ lấy tiền người khác từ đào tạo thôi thì ông sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác của một người một trader, của một người đầu tư. Ông phải mất, ông phải thua, đúng rồi. Mình mở shop ra ở Sài Gòn phải buộc phải đóng cửa tại vì không có người vận hành chẳng hạn, đấy là mình đang thua và mình lỗ lỗ cả vài trăm triệu trong một thời gian rất là trẻ, tôi 20 mấy tuổi thôi là mình đã mất mấy trăm triệu rồi, 400-500 triệu rồi, không không ai dạy điều này được, đúng không ạ? Và trong đầu tư này cũng như vậy, và quản lý rủi ro là buộc phải có, và khi mà chỉ nghe thôi thì thấy ok mình sẽ rút được kinh nghiệm, tuy nhiên bằng mất thật sự đấy và đúng thật mà không nghe lời mà mình mất thật thì đó là cái điều mà mới xác thực được là mình trưởng thành một bậc. Tức là như là anh có 100 đô thôi nhưng mà anh chưa đòn bẩy 100, anh chỉ cần đánh 1 đô thôi, anh tích tắc thôi là nó bay luôn 100 đô, không thể nào mà giữ nổi, đúng không ạ? Đòn bẩy 100 đó là nhỏ đấy, nếu mà chơi Ethernet mà chơi Forex nữa thì có đòn bẩy full 1/2.000 mà đấy, 1/1.800 mà là đánh 0,01 lot đó, tức là rất là bé thôi, nó nhảy kinh khủng cỡ nào rồi. Chứ đánh đánh mà mình không biết được cái điều này và mình cũng không có sự trải nghiệm ấy, là mình rất khó để ăn, và muốn đánh trong khung giờ lớn buộc phải sử dụng đòn bẩy nhỏ, tại vì đánh đòn bẩy lớn ấy, là mình không gồng nổi ở cái tài khoản. Và cái này ấy, là phải đi sâu vào vấn đề về phân bổ vốn khi mà trong đầu tư thực chiến. Ok, thì có vấn đề về trade này, vấn đề về đầu tư lâu dài này, vấn đề về tìm và nhìn nhận được cái đồng coin tiềm năng này, đấy, tham gia vào các airdrop này, tham gia vào các cái vấn đề về ICO này, về các đồng coin này, rồi là tham gia vào vấn đề về mua các cái token có khả năng nhân vốn cao này, đúng không? Cả rất nhiều kiến thức như vậy, thật sự luôn là cực kỳ hay luôn đấy. Về phân tích kỹ thuật nhé, là để trade, đấy là mảng trade là một vấn đề riêng, mảng trade nó gồm phân tích kỹ thuật, phân bổ vốn, sử dụng đòn bẩy hợp lý, sử dụng khung giờ trade. Ok, đấy là trade là một phần riêng, đó là phần kiếm tiền riêng, đó là phần lướt sóng đấy, ngắn hạn rủi ro đấy riêng. Ok, và bây giờ là đầu tư về hold các cái đồng coin hay là mã chứng khoán lâu dài,
đây là một vấn đề riêng tách ra một bên, phải chờ cái điểm entry vào, tức là cái điểm vào lệnh đẹp, cái thời điểm mua tốt, chứ không phải là mua trên đỉnh thì rất là chờ rất là lâu để nó quay lại đỉnh, đúng không? Thì bây giờ thay vì đó thì mình chờ đến một cái điểm anh entry chuẩn bị tiền, đúng không ạ? Sẵn đi, chờ đến cái điểm đó là mình mua, ok, rồi là tiếp tục vào. Ví dụ như là mình có 100 đô chẳng hạn, thì ban đầu mình mua là 20 đô để đó, nếu mà nó giảm sâu nữa thì mua tiếp 20 đô, giảm tiếp tục thì mua thêm 20 đô, đúng không ạ? Sau đó là nó tăng lên thành cái điểm thứ hai thì mình mua 20 đô, chứ không phải là làm một phát luôn 100 đô thì đó là rất dở, và đó là triệu chứng của FOMO, đúng không ạ? Thì lúc này nó tạo ra cái gọi là trung bình giá, đúng không ạ? Trung bình giá thì mình phải nghiên cứu cái đồng đó thì mình vào, nhưng mà vào như thế nào thì phải học, thì đó là đầu tư về hâu lâu dài, đây là một mảng riêng, ok. Đấy là trade một mảng riêng, đầu tư lâu dài một mảng riêng, rồi bây giờ là nghiên cứu các cái đồng coin làm thế nào để biết được các token tốt, đúng không ạ? Tức là dự án nó mới khởi xướng ra token thôi, chưa đưa lên sàn, tức là từ token lên sàn đó, là một cái quá trình rất dài, nó phải trải qua rất là nhiều cuộc đầu tư, rất là nhiều cuộc đăng ký, và từ lúc mà từ token lên sàn nó phải nhân khoảng tầm 50 đến 70 lần rồi. Vừa lên sàn mà chúng ta mua là chúng ta sẽ bị FOMO, nó sẽ bị xả xuống tầm mất khoảng tầm 20 lần là chuyện bình thường, tức là 20 đô nó xuống còn 1 đô là chuyện rất là bình thường thôi. Sau đó nó mới lên lại thì chúng ta chờ cho nó điểm 1 đô là lên, hoặc là 5 đô mình lên mua lên lại. Đồng ý là nó đúng không ạ? Giống như cái con vừa xong đúng không ạ? Con Atlas ở trên sàn FTX đó, nó là khoảng tầm 13 đô và 0,00 mấy đô đó, đúng không ạ? Nó chia đôi luôn. Vừa lên sàn phát là chia đôi luôn, tại vì quá trình lên sàn nó đã trải qua rất là nhiều vòng kêu gọi rồi. Bây giờ người nhà đầu tư nó phải thoát, đúng không ạ? Thoát thì nó giảm sâu nữa thì bắt đầu anh em mình vào mua cái đỏ điểm đó, đúng không ạ? Và mình phải biết, thì đó là một trong vấn đề nữa. Ok, tiếp theo là mình sử dụng AirDrop. AirDrop làm sao để biết được cái đồng nào nó có AirDrop? AirDrop là gì, đúng không ạ? Làm sao để làm được AirDrop, đúng không ạ? Là nhận được cái quà tặng, nó tặng thưởng token hoặc tặng thưởng các đồng coin khi mà mình tham gia cái cộng đồng của nó, tham gia làm nhiệm vụ gì đấy của nó. Đây là cách kiếm tiền tiếp theo, hay là làm affiliate với các cái sàn giao dịch, làm môi giới cho những sàn giao dịch, làm môi giới cho các cái sàn về forex hay là sàn về giao dịch tiền điện tử. Đây là cách kiếm tiền, vừa xong là trade này, hold này, được chưa ạ? Trade margin, hold đó, tham gia các cái đồng token, đúng không ạ? Tham gia airdrop, và cuối cùng đó là affiliate các cái sàn đó. Ok, 5 hình thức, đúng không ạ? Và tại sao mình biết được hết như vậy? Thì đầu tiên trong đầu mình phải biết là nó có những cái hình thức như vậy, đúng không ạ? Và mình phải có một cái lộ trình học. Chứ mà vấn đề là ông mua, tạo cái Binance xong rồi ông vào mua 5-7 con coin, thế thì không phải đầu tư tài chính gì, đúng không ạ? Không vớ vẩn, đúng không ạ? Chỉ là ai cũng làm được. Và làm như vậy thì ok, đồng ý là có rảnh đó thì mình vào mua một đồng đó mình vứt đấy cũng được. Tuy nhiên là nếu như mà thật sự mà muốn học thì phải như thế, thật sự mà muốn nghiên cứu là phải như vậy. Từ vấn đề mình tạo ra đồng coin như thế nào, đúng không? Rồi là mình bắt đầu mua từ lúc đầu tiên luôn đó, hay là mình airdrop là như thế nào, upfee là như thế nào, hold là như thế nào, trade là như thế nào, đúng không ạ? Thì đấy là cái mục tiêu mà mình đã học là phải học như vậy. Thì mình nghĩ rằng chắc khả năng là cũng ít người chia sẻ được một cái lượng kiến thức tổng hợp như thế này. Đó là thật, có những người trade forex thôi, người ta đếch biết gì về tiền điện tử đâu, người ta không biết gì về airdrop đâu, rất là trade rất là nhiều năm nhưng mà người ta không biết mấy cái này. Quan điểm là khi mà mình vào thị trường tài chính thì mình phải biết gần như là banh chành luôn đấy, đúng không ạ? Học rất là nhiều, đọc rất là nhiều, nghiên cứu rất là nhiều, đúng không ạ? Và anh mình cứ nghiên cứu xem là có ông nào mà có một cái kiểu như thập cẩm la hán quyền với admin thì chỉ cho admin biết để giao lưu, đúng không ạ? Nhưng mà admin thấy là khó đấy, có thằng nó chỉ trade forex thôi, có thằng chỉ trade BTC hoặc trade ETH thôi, tức là nó chỉ chuyên cái đó thôi, còn lại cái kiểu như là như mình là ít lắm. Kiểu như admin biết hết, sau khi biết hết rồi mình mới biết được là bây giờ cái hạng mục mình đầu tư ấy, như vừa xong admin nói rằng là đấy là tư duy tổng quan, đúng không ạ? Như ở trong cái chia sẻ đầu tiên là đó, tư duy tổng quan, nên anh em mình không nghe hết, và anh mình nghe một nửa xong rồi anh mình out, không bao giờ biết được hết. Đấy là tư duy tổng quan. Còn khi vào cụ thể, có nghĩa là trong đó 5 hình thức kiếm tiền như vậy thì đâu là đầu tư lâu dài, đâu là đầu tư ngắn hạn và quản lý vốn, đúng không? Thì lâu dài thì làm sao mà còn mất được, đúng không ạ? Và ngắn hạn thì lại quản lý rủi ro ngắn hạn nữa thì nó mới chặt chẽ được. Và mình mổ xẻ ra như thế thì mình quản lý được tốt như vậy thì có ngày thắng có ngày thua, nhưng mà
tỷ lệ thắng mình nhiều hơn thì mình sẽ thành công. Và học là học như thế thì tôi nghĩ rằng là khó để mình thất bại. Thì 3 năm, 5 năm tới thì mình sẽ là cái gì đó, đúng không ạ? Và cái đồng tiền của mình vứt vào trong thị trường nó mới nhân bản ra được. Thì nó mới là kinh doanh, nó mới là đầu tư. Còn lại mà mình kiểu như là tù mù ấy, chỉ làm ăn theo thôi, có nghĩa là ông chơi forex đi, tạo cái sàn xong là chơi được chơi không, rồi chỉ là học chỉ báo thôi, thì đó không phải mục tiêu thật sự, đó nó không phải mục tiêu, đúng không ạ? Và hoặc là FOMO về các cái con coin chỉ ở trong đó là admin phím lệnh cho anh mình ở cái đồng đó là lên đó, hay đồng đó là sẽ xuống, hay là đồng đó như thế này như kia, để anh mình cứ bánh theo như thế, thì chẳng biết cái gì đó, không phải mục tiêu của mình, đúng không ạ? Và mục tiêu của mình chia sẻ lên là như vậy, như là cực kỳ nhiều kiến thức, đúng không ạ? Rất là nhiều kiến thức ở chỗ này đó. Và còn cụ thể như là pancake swap như thế nào, đúng không, cả một cái vấn đề swap nó rất là khó luôn đấy. Số lượng mà người chơi 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 bit chơi coin ấy, chơi tiền điện tử rất là nhiều, nhưng mà số lượng người mà sử dụng pancake swap để swap được ấy, thì admin nghĩ rằng đấy, biết như là 100% chỉ có 20% sử dụng được pancake swap, tại vì nó rất là lằng nhằng, phải lấy được contract đó, lấy được ví tổng mở coin sau đó đưa vào pancake để swap, lấy tiền đổi tiền USDT, đúng không ạ? Nạp coin vào sàn, từ coin sàn á nạp vào trong ví, đúng không ạ? Vào trong ví thì lấy cái đáp, đúng không ạ? Hoặc là trình duyệt á để lên pancake swap qua, rất là nhiều khâu. Đấy, riêng cái pancake là phải học một lớp, phải nói vèo phải mất nửa tiếng rồi, một tiếng rồi. Đấy, chưa kể là vấn đề là bây giờ làm sao để biết được cái token nào là tốt để mình hốt nó, thì phải lên được phải coin market cap, đúng không ạ? Nghiên cứu về hệ sinh thái của nó, đó, nghiên cứu như nào, chỉ báo nào, sau đó đưa vào nó mình swap qua bao nhiêu tiền như thế nào. Đó là đã như vậy là đã kiếm được cái đống tiền rồi đấy, chưa nói là hết đâu. Thì đó là học thật sự, nếu mà anh mình mà muốn nghiên cứu, muốn đầu tư ấy, đúng không ạ, thì mình học hết đi, có lộ trình, sau đó bắt đầu mình có tư duy như thế, bắt đầu có vốn phân bổ vào thì không bị mất. Còn không thì anh mình bèo, anh nghĩ rằng đấy, khi mà đã máu lên đấy, thì anh em mình mất bèo thì vài trăm đô, nghèo nghèo thì nghèo bài mất vài trăm đô, còn giàu giàu thì mất vài ngàn đô là chuyện bình thường, không thể nào không mất đấy, đúng không? Nên ra là nếu mà muốn không mất đấy, thì chúng ta phải toàn diện, biết rõ ràng hết mọi thứ, và khó lắm. Nếu mà các bạn tự học mà biết được hết giống như thế này thì tôi không nghĩ rằng mình là người siêu phàm như thế nào hết. Nhưng mà căn bản là khi mà mình được đào tạo trong một cái môi trường là môi trường nghiên cứu khoa học, đúng không ạ? Có nghĩa là làm một vấn đề ấy, là nó phải theo một cái này là khoa học. Khoa học đây không phải là nhà toán học, không phải là một giáo sư gì hết, nhưng mà khoa học đây tức là mình làm việc mình phải phân tách mổ xẻ, tức là cái có một cái tư duy như vậy. Rất là nhiều anh em ở trong đây không có tư duy đó, nên kinh doanh thất bại này, đúng không ạ? Làm shopping thất bại này, làm marketing thất bại, làm quá nhiều thất bại luôn, tại vì mình không có học như vậy, mình chỉ là xã hội thôi, nhân văn, đúng không ạ? Nên không rõ được cái vấn đề này. Còn lại là anh em mình đó là tập trung vào á là nghiên cứu như giống như admin ấy, thì anh mình sẽ rất tốt tất cả. Ok, thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với anh em mình, và muốn mà nghiên cứu được như vậy thì admin có một cái team VIP, đúng không ạ? Admin có cái team VIP, đúng không ạ? Đó là 50, đúng không ạ? 50-100 đô gì đấy, tùy vào cái mong muốn của mình. Học như này thì chỉ cho em mình cái đó, đúng không ạ? Và trong đó thì mình có thời gian hơn, chia sẻ cho mọi người nhiều cái kiến thức hơn. Đấy, thì em muốn mà nghiêm túc nghiên cứu thì vào trong đó, đúng không ạ? Thì mình chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa cái vấn đề này. Đấy, còn lại cái vấn đề đầu tư rất là hay, tuyệt vời đấy. Và luôn luôn đầu tư đó, phân bổ hết rồi, còn lại cái số lượng vốn đầu tư thì cho vào học trước, xong đầu tư sau ổn thì đi chiến đó. Thì đây là cái chia sẻ thôi. Còn anh em nào mà muốn đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và muốn học kiểu giống như admin ấy, thì vào trong team đó, mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm những kiến thức này, hoặc là theo dõi những cái buổi chia sẻ sau, đúng không ạ? Ok, bây giờ là thì cái team đó đấy, thì admin đang trong cái đầu tư dài hạn như vừa sau mình phân bổ mà. Thì đối với admin là kinh doanh nó là đầu tư dài hạn, đúng không ạ? Và đầu tư ngắn hạn và đầu tư nhỏ hơn đấy, đó là việc làm tài chính này,
nên ra là hàng tuần vào thứ tư đúng không ạ, hoặc là cuối tuần đó, thì mình sẽ có những buổi chia sẻ và chúng ta nên như vậy, chứ không thể tập trung toàn bộ sức lực vào đây, rất là tốn thời gian vô cùng. Tại mình thức trắng mấy đêm đến 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, mai 6 giờ đi dậy chỉ có ngủ 2 tiếng thôi, 26 giờ đi làm rồi, 2 tiếng thôi vì tài chính này đấy. Tại vì phải thức canh nến rất mệt đúng không ạ, và nó không đạt được, rồi cuối cùng cũng mất tay trắng về không ạ. Nó không đạt được sức khỏe, không đạt được cái gì hết. Thật sự đấy, không ai mình máu lắm, lúc mà chơi trade ấy, máu lắm, tại vì kiếm tiền nó đâu mất cái gì đó, chẳng mất công sức, không tư vấn gì hết, chỉ cần có cái điện thoại thế thôi, gọi căn đến lên xuống và kiếm được tiền, nên ra là mất rất là nhiều sức sức lực, kinh khủng luôn. Và sau này mình phải thay đổi chiến lược, thì vào các buổi thứ tư có cái lịch, lúc ấy mình mới tạo ra một cái lịch cho chính bản thân mình. Thứ hai là làm shop offline, thứ hai ba là làm về dropship, thứ tư là làm về tài chính, thứ năm là làm về có một cái kế hoạch cho riêng mình, đúng không ạ, làm về blog, đúng không ạ, thứ sáu thứ bảy cuối tuần thì làm trong marketing kiểu thế đó, và tài chính sẽ được phân bổ. Còn lại hàng ngày thì mình vẫn theo dõi các chart biểu đồ đó, thì anh muốn nghiên cứu học, học là về AirDrop, học về sử dụng BSC scan, hay là sử dụng gọi là về cách thức, chứ admin không phải là một chuyên gia, tôi chỉ là người nghiên cứu về cách thức, và cái gì đúng thì mình làm, cái gì sai ấy, thì mình nghiên cứu thêm, đúng không ạ? Còn lại chắc chắn rồi, mình theo lấy cái hệ của admin, chứ không phải là một chuyên gia cao cấp, mà mình là một cái người đi theo hệ như vậy, và mình biết rõ là tất cả các sàn như vậy, là biết là gì, mình mở các cái sàn ra thì ăn airdrop này, ăn tiền thưởng của nó này, nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ. Và thì nãy giờ các cái chia sẻ như vậy đó là cái mà thời gian qua là rất là nhiều thứ, bốn hình thức, năm hình thức kiếm tiền đó, và rất là nhiều thứ nữa. Kiếm tiền ở Forex mình phải học qua từng cái. Còn đây, nếu mà cuối cùng này nói thêm một cái vấn đề nữa, ví dụ như có 1.000 đô vậy, thì chúng ta phải biết chơi Forex, biết chơi Binance, biết chơi Huobi, biết chơi Future đó, biết chơi HODL, chúng ta biết hết đi đúng không ạ, chứ không là sau này mới biết là rất lỡ, rồi là sau này mới biết là nó trễ đi, nó mất đúng không ạ? Thì hiện mình rồi thà mình mất trước để mình biết hết đi, xong rồi là mình đầu tư, chứ sau này ấy, là nghe người này người kia rồi lại vào trong cái thị trường đó. Kiểu như là bạn rất là thành công ở trong lĩnh vực về kinh doanh của mình, nhưng mà chưa chắc đầu tư tài chính mình đã thành công. Thì bạn rất là thành công trong vấn đề về trade cái này, nhưng mà chưa chắc đã giỏi về vấn đề về trade Forex, nhưng mà chưa chắc đã tốt ở trong vấn đề về trade tiền điện tử đâu. Nên trong thời gian ban đầu ấy, muốn theo cái hệ của admin là chơi theo biết hết, mình học cái đúng thôi, chứ không phải là cái phím lệnh, tức là không có thằng nào lừa được mình nữa, kiểu thế đúng không ạ? Và tự bản thân mình xác định, đồng đó mình nghiên cứu cách thức, theo hệ cách thức, chứ không phải là cái hệ mà vào trong đó là đọc tiếp báo sau thì không vào trong team của admin được. Có nghĩa là về học đấy, vào trong học như thế, chỉ dạy những cái kiến thức đấy thì em vào, còn lại chứ không phải báo nào vào đấy là admin phím lệnh cho. Cái lúc này phân kỳ là 80% chính xác, kiến thức là 80% chính xác, nhưng mà vấn đề là chúng ta zoom đang xuống rồi nó đẩy lên một cái đúng không, phá giả thôi, chúng ta lại cắt lệnh đúng không, không đặt stop loss đúng không, xong rồi nó lại đâm ngược lại, thì là chúng ta bị mất một cái khoản lượng, mà đấy là do mình sợ hãi chúng ta đó, hoặc là lòng tham chúng ta mất đó. Nên thành ra là cái gì nó cũng có phần trăm, chỉ khi mà học sâu hay là làm chế kiến thì mình biết, nhưng mà admin tin chắc là nếu mà theo cái hệ của admin thì các bạn sẽ bị mất, không mất nữa, hoặc là mất rất ít. Tại vì tất cả những cái này là mất, tôi mất thiệt mà đúng không, mấy 5-7 ngàn đô đâu phải ít đâu, rất là nhiều tiền đấy đó. Và cuộc chơi này của admin là kéo dài 3 năm để mình học tất cả những kiến thức, nên là 9 tháng qua mình từng đợt kiến thức là ổn mà. Tại vì trong cái nhóm tài chính đó là rất là nhiều pro, rất là nhiều pro, người ta đâu có dám ý kiến gì đâu. Tại vì tôi biết rằng chỉ có những người đấy người ta còn không biết những cái mà admin biết, không phải chơi lâu mà sẽ biết những cái này, mà đây là có bộ tư duy nghiên cứu thôi, mình muốn như thế. Ok, thì đấy là cái chìa khóa của admin. Và em mình mà muốn tham gia thì có thể sau buổi này inbox cho admin đó, mình vào trong team đó để mình nghiên cứu nhiều thứ, và lúc đó thì mình tự tin ở trong thị trường, mình biết mình làm gì, đồng tiền của mình sẽ vứt ở đâu, ở thế nào. Ok,
Và ok, và rất là trễ rồi, 1 giờ sáng rồi, đúng ạ. Và mình chúc tất cả mọi người có một cái kiến thức tài chính tốt này, kiến thức nền tốt này và thành công, đúng không ạ? Và cuối năm kinh doanh thành công, đầu tư thành công, và mình có một cái chiến lược tốt trong vấn đề phân bổ vốn nhé. Ok, và còn nhiều kiến thức nữa, nếu mà nói 1 2 ngày không hết được đâu, thì mấy tháng và cả năm trời rồi, đúng không ạ? Để nghiên cứu những cái vấn đề này thì rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ cho anh mình, nhưng mà phải tạm kết thúc ở đây thôi nhá. Xin cảm ơn mọi người đã nghe nhá, chúc các bạn là ngủ ngon. Ok, có gì thì liên hệ với anh đi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Ok, các bạn khác ngủ gần hết rồi hả? Tú này, Phạm Thủy này, Nguyễn Chiến này, ok nghe không ạ? Ok, chào tiếng nha. Ok, cảm ơn nha, xin chào.